Chúng tôi chơi đến hơn 10 giờ thì giải tán. Lúc tôi định quay về phòng ngủ cùng cái An thì Hoàng chủ động bảo: "Cô là An đúng không? Chắc cô không ngại khi ngủ một mình đâu nhỉ?" Cả tôi và cái An đều tròn xoe mắt nhìn anh. Thứ nhất, vì không nghĩ Hoàng sẽ biết tên cái An. Thứ hai, là anh nói như vậy, khác nào nhắn nhủ cho cái An biết rằng đêm nay tôi sẽ phải ngủ cùng phòng với anh. Tôi vừa định lên tiếng nói tôi sẽ ngủ cùng bạn mình thì cái An đã tươi cười nói: "Dạ vâng, tất nhiên là em không ngại đâu ạ." Nói xong chưa để tôi phản ứng thì nó đã cười toe toe chúc tôi ngủ ngon rồi chạy một mạch về phía trước. Tôi quay sang nhìn Hoàng nhíu mày bảo: "Hôm nay anh uống lộn thuốc à?" Mặt Hoàng vẫn điềm nhiên như không. "Về phòng, tôi mệt rồi." Nói xong anh liền thong dong bước đi trước. Tôi vẫn ở lì mãi chưa chịu đi. Cuối cùng khi đi được một đoạn rồi Hoàng liền quay đầu lại bảo: "Muốn tự đi hay để tôi ra tay?" Tôi biết cái tên hầm này nói được làm được nên cuối cùng dù ngang bướng cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn lẽo đẽo đi sau anh. Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Hoàng ngay sau đó liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vẻ mặt giống như vô cùng mãn nguyện. Tôi lúc này mới dám hỏi anh: "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" "Có việc." "Việc gì mà lại trùng hợp với chuyến đi du lịch của tôi thế?" Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Ai ngờ Hoàng khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt, thái độ sồn sồn lên, giống kiểu bị người khác nói trúng tim đen thì không chịu được. "Cô tưởng tôi vào đây là vì cô?" Tôi nghĩ đúng là như vậy rồi chứ còn tưởng bở gì nữa. "Vũ Tuệ Linh, cô đánh giá cao bản thân cô quá nhỉ?" "Tất nhiên, tôi phải thế nào thì mới làm vợ anh chứ? Cô..." Sau đó, tôi cũng không thèm đôi co với anh nữa, thản nhiên trèo lên giường ngủ trước. Mỗi tội, dù cơ thể mệt mỏi, nhưng tôi nằm mãi chẳng ngủ được. Cảm giác này khó diễn tả quá, hồi hộp và bí bách kiểu gì ấy. Tôi nằm xoay ngang xoay dọc, không biết bao nhiêu lâu mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Chỉ là đến nửa đêm lại bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng tắm. Mới đầu tôi cũng không quan tâm, nhưng lúc sau nghe được tiếng ai đó đang nôn, phòng lại chỉ có tôi và chồng. Ngay sau đó tôi liền bật dậy bước xuống giường xem thử. Quả đúng là ông chồng tôi đang chống tay nôn thốc nôn tháo. Tôi vội vàng chạy lại hỏi: "Anh sao thế? Sao tự nhiên lại bị nôn thế này? Bị cảm à?" Hoàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, định nói gì đó nhưng ngay lập tức cúi người nôn tiếp. Lần đầu tiên thấy chồng yếu đuối như vậy, tôi cứ đứng vỗ vai cho anh tới khi nôn bằng xong mới thôi. Sau đó tôi vội vàng chạy đi lấy một cốc nước lọc đưa anh uống. Tôi hỏi tiếp: "Anh sao vậy?" Chồng tôi chỉ lạnh lùng trả lời một câu: "Không sao." "Không sao mà lại nôn nhiều vậy? Anh cảm lạnh hay gì?" Nói xong tôi mới để ý tay phải của chồng đang sờ lên thóp bụng. Hàng lông mày anh khẽ cau lại như kiểu đang đau đớn gì đó. Hình như chồng tôi cũng có bệnh đau dạ dày giống tôi. Trời ạ, vậy mà hồi tối anh còn chủ động uống nửa cốc nước cốt chanh, bộ anh muốn chết hay gì? Tôi lo lắng hỏi: "Anh đau dạ dày sao?" Chồng tôi im lặng một lát rồi mới trả lời: "Ừ." "Anh mang theo thuốc giảm đau gì không?" "Không, mà cô đi ngủ đi, không phải lo cho tôi." Anh ta nói thế, nhưng làm sao tôi nỡ lòng nào đi ngủ. Dù sao anh bị vậy, một phần cũng là vì tôi. Biết tính chồng mình cũng ương bướng, nên tôi không nói gì cả. Lặng lặng chạy xuống quầy lễ tân khách sạn hỏi thử xem có thuốc giảm đau không. Cũng may là nửa đêm nhưng mấy chị lễ tân cũng nhiệt tình lắm. Tôi hỏi thuốc giảm đau cái là mấy chị tìm ngay cho tôi, sau đó đưa cho tôi 2 viên đem về phòng. Về tới phòng tôi lập tức bảo chồng: "Anh uống thế này. À, ăn ít bánh mì xong rồi hẵng uống." Chồng tôi vẫn không phản ứng. Tôi nói tiếp: "Tôi vừa xuống hỏi quầy lễ tân, tôi cũng bị đau dạ dày nên tôi biết loại nào uống được, loại nào không. Yên tâm, tôi không cho anh uống nhầm thuốc đâu mà sợ. Anh mà có làm sao thì chỉ thiệt thân tôi đâu có dại." Sau khi nghe tôi nói câu đó, Hoàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt giống kiểu như chưa gặp người phụ nữ nào mất hết liêm sỉ như tôi. Sau đó, anh vẫn cầm 2 viên thuốc đưa vào miệng rồi nuốt chừng. Qua một lát cơn đau có vẻ giảm hơn, sắc mặt anh cũng giãn hẳn ra. "Cảm ơn." "Không cần, tôi cũng còn phải nhờ anh nhiều nữa mà." "Cô muốn bao nhiêu?" "Cái gì bao nhiêu?"
Tôi thanh toán sòng phẳng cho cô lần này, để từ nay về sau cô đỡ làm phiền tôi nữa. Nghe Hoàng nói vậy, không hiểu vì lý do gì trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút buồn buồn. Hóa ra anh không muốn tôi làm phiền, anh muốn sòng phẳng với tôi. Vậy mà tôi lại cứ ngu ngơ cho rằng vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình. Tôi nhìn anh ta rất lâu đáp, để tôi xem cái túi Dior mới ra bao nhiêu đã, còn giờ tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong, tôi mặc kệ anh ta trèo lên giường nằm trước. Lúc sau tôi thấy Hoàng cũng lẳng lặng nằm xuống bên cạnh tôi, nằm một tư thế mãi cũng mỏi lưng. Khi tôi xoay người lại, thì thấy chồng cũng đang quay mặt về hướng mình, mắt anh đã nhắm nghiền ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Gương mặt của anh dưới ánh đèn phòng tuy không rực rỡ chói lóa nhưng toát ra sức hút đàn ông chí mạng, khiến bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn vào đều có thể đắm say. Mắt này, mũi này, miệng này, vầng trán anh khí này, từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt đều hoàn hảo vô cùng. Chưa kể trên người anh lúc nào cũng tỏa ra một hương thơm rất đặc biệt, mùi hương của sự quyến rũ lạnh lùng. Tôi cứ nhìn anh mãi, sau đó thiếp ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong giấc ngủ say, tôi có cảm giác như vòng tay ai đó đang ôm lấy cơ thể mình, trọn vào trong lòng. Cánh mũi thoang thoảng mùi hương thơm tựa như đứng giữa một rừng hoa. Tôi còn nghe thấy ai đó nói, ngủ ngon. Sáng hôm sau, tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông tin nhắn. Mở mắt ra, thấy cả người đang vùi trong lồng ngực rắn chắc của chồng. Tôi thấy sắc mặt anh hôm nay đã trở lại bình thường so với dáng vẻ đau đớn đêm qua. Nghĩ người mới đau dạ dày xong, ăn cháo có lẽ là tốt nhất, nên cuối cùng tôi nhón nhén ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong, liền xuống bên dưới nhà ăn của khách sạn hỏi có cháo không. Cũng may là thực đơn sáng nay có cả cháo gà, nên tôi liền gọi cho anh một bát. Nhân viên khách sạn phục vụ chu đáo đến mức kêu tôi về phòng trước rồi sẽ có người mang lên. Trên đường trở về phòng, tôi gặp mọi người đang đi xuống. Một chị bảo tôi, Linh xuống đây rồi à? Mọi người sợ vợ chồng em vẫn đang ngủ nên không dám gọi. Dạ vâng, nhà mình đi ăn sáng ạ. Em gọi chồng ra ăn cùng mọi người luôn không? Dạ thôi, mọi người thông cảm giúp em cứ ăn trước đi nhé. Em quay trở về phòng có tí việc đã, lát em ăn sau. Cái An nghe vậy mới tủm tỉm bảo, thôi kệ, đôi vợ chồng trẻ đi mọi người ơi, mình cứ đi ăn trước. Thế cũng được. Lúc tôi đi qua Thịnh, anh cười nhẹ nói, nếu dù được xếp Hoàng xuống thì ăn cùng mọi người cho vui em ạ, ăn sáng muộn quá cũng không có tốt. Dạ vâng, em biết rồi. Khi tôi quay trở về phòng thì cháo đã được bê lên trước cả tôi. Hoàng nhìn bát cháo nóng trên bàn nhíu mày bảo, cô gọi cháo à? Đúng rồi, anh mới đau dạ dày xong thì ăn cháo mới tốt. Cô gọi thì đi mà ăn, tôi không ăn. Không ăn cũng phải ăn, đêm qua đau như thế anh chưa sợ à? Trong từ điển của tôi không có chữ sợ. Tính ông này lì lợm thế nào thì gần 2 năm chung sống tôi được trải nghiệm đủ cả rồi. Cuối cùng tôi phải nói đến rát cổ bỏng họng thì anh ta mới chịu ăn vài miếng. Khi ăn xong, anh liền thay đồ rời đi. Tôi nghe màng máng trong lúc anh nghe điện thoại vừa nãy, có cuộc hẹn gấp thì phải. Bỗng dưng tôi tự hỏi liệu chồng mình đã có ngày nào được nghỉ ngơi thật sự chưa? Một người như anh hình như không được phép ốm, không được phép mệt. Cả ngày hôm ấy, tôi không thấy bóng dáng chồng tôi xuất hiện nữa. Nhưng chắc chắn anh chưa quay trở về Hà Nội vì vali vẫn ở trong phòng. Tôi cả ngày đi chơi cùng mọi người. Dù là rất vui nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Giống kiểu nếu có thứ đó thì cuộc vui ấy sẽ trọn vẹn hơn. Buổi chiều mấy anh em trong công ty rủ nhau ra sân gôn, còn mấy chị em chúng tôi ngồi uống nước chém gió với nhau vài câu chuyện. Đang nói về vấn đề làm đẹp thì tự nhiên một chị bảo tôi, trong đây chị em nào chưa chồng thì phải tranh thủ xin vía Linh đi. Hả? Sao lại là em? Em là cuộc sống viên mãn nhất trong đây đó. Có chồng vừa đẹp trai, tài giỏi, lại yêu vợ hết mực. Mọi người có để ý ánh mắt tối qua xếp Hoàng dành cho Linh nhà mình không? Eo ôi, cái ánh mắt thâm tình, ánh mắt chỉ một người chồng yêu thương vợ thì mới có ánh mắt đó.
ánh mắt thầm tình, ánh mắt người chồng yêu thương vợ ư? Nghe vậy trong lòng tôi chỉ biết cười chua xót, thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn vẻ nửa đùa nửa thật đáp. Chị cứ nói quá rồi. À, còn cái vụ thấy sếp Thịnh có 7 bích, sếp Hoàng nhanh tay tráo con bài 9 rô từ tay em, xong tình nguyện uống hết cốc nước cốt chanh. Chị thề với mày, chồng em ngầu vãi Linh ạ, giống kiểu đừng mong chạm được vào vợ anh. Mọi người nghe chị nói thế cũng ùa vào tung hứng. An cười tươi đáp, đúng rồi, hành động đó xoáy cả ngôn tình ghê mấy chị nhỉ. Trời ạ, mọi người nhìn thấy hết sao? Tất nhiên, lúc ấy vợ chồng em là trung tâm, ai mà không để ý cho được. Mà đây nói mới nhớ, thời buổi này công nhận lắm người thối mồm, tình yêu vợ chồng em chân thành như vậy mà người ta đồn lệch lạc hết cả đi. Một người khác cũng lên tiếng, đúng đấy, là mấy bữa trước chị em mình cũng hiểu nhầm. Đúng vậy, ghét mấy bọn ăn điều nói hớt ghê. Tôi không biết giải thích sao cho mọi người hiểu, nên đành im lặng cho xong. Mấy ngày ở Nha Trang trôi qua nhanh hơn một cơn gió. Ban ngày tôi đi chơi cùng với mọi người, nhưng tối Hoàng là người chủ động đưa tôi đi chơi đi ăn. Tôi cảm giác nhờ chuyến đi lần này mà sự gắn kết của tôi và chồng tăng lên một ít. Tuy không quá nhiều, nhưng đủ để tôi có cảm giác hạnh phúc. Đến ngày về, tự nhiên tôi lại lưu luyến chuyến đi này, muốn ở lại lâu hơn nữa. Cho đến mãi sau này, Nha Trang vẫn là nơi tôi luôn muốn đặt chân đến, bởi vì ở đây có kỷ niệm của riêng tôi và anh. Chuyến đi xa ấy là lần đầu tiên, nhưng hy vọng không phải cuối cùng. Hôm trở về Hà Nội, chuyến bay của chúng tôi khởi hành sau chuyến bay của Hoàng 2 giờ đồng hồ. Khi về đến sân bay, có xe công ty đến đón sẵn. Lúc tôi kéo vali đến cổng nhà thì gặp cô Hoa đang tưới cây. Tôi mỉm cười chào cô. Cô Hoa, cháu về rồi nè. Ơ, mợ, mợ về sớm vậy hả? Dạ vâng, bọn cháu đi có 3 ngày 2 đêm thôi. Mà anh Hoàng về nhà chưa cô? Cậu chưa mợ à? Nhưng... Nói đến đây thì cô Hoa ngập ngừng với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nghĩ hình như có chuyện gì chẳng lành, liền hỏi. Sao vậy cô? Bà chủ đang ở bên trong đợi mợ, hay là mợ đợi cậu về rồi hẵng vào trong? Cô Hòa vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng tôi đã vang lên đầy tức giận. Cuối cùng chị cũng vác cái mặt về rồi hả? Chị mau vào đây, tôi nói chuyện với chị. Lúc nghe mẹ chồng chửi, quả thực tôi không hiểu cái mô tê gì sất, không biết làm sao mà bà tức giận như thế. Cho đến khi tôi bước vào trong nhà, mẹ chồng liền giơ vỉ thuốc tránh thai lên trước mặt tôi, nghiến răng hỏi. Chị trả lời tôi biết, đây là gì? Tôi ngước mắt nhìn vỉ thuốc tránh thai trên tay bà, không thể chối cãi vì đây là vỉ thuốc trước kia vợ chồng tôi hay dùng để kế hoạch. Nhưng tôi nhớ hôm vừa rồi dọn phòng đã thu dọn hết rồi mà, tại sao giờ bà lại có nó? Thấy tôi chưa trả lời, mẹ chồng tôi liền ném vỉ thuốc tránh thai vào mặt tôi rồi bảo, chị Linh, chị giỏi lắm. Nếu chị không muốn sinh cháu cho cái nhà này thì chị bảo thẳng tôi để tôi cưới vợ khác cho con trai tôi. Đằng này, chị dám dùng thuốc tránh thai để trốn tránh việc sinh đẻ cho nhà chồng hả? Ôi trời ơi, sao tôi lại có đứa con dâu như chị? Ngày hôm nay, chị cút ra khỏi nhà tôi cho tôi. Chị không xứng làm dâu nhà này. Thuốc quả thực là do tôi mua. Vợ chồng tôi cũng đã từng dùng biện pháp này để phòng tránh. Nhưng tôi làm sao có thể nói rõ cho mẹ chồng biết bản hợp đồng hôn nhân bí mật kia của hai đứa. Lúc ấy, tôi chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý, nên miệng nhất thời cứng ngắc lại như gà mắc tóc. Mẹ chồng tôi thấy thế, lại càng tức giận, quát lớn hơn. Tôi đang hỏi chị đấy, chị câm à, mà không trả lời tôi. Tôi lắp bắp thừa nhận. Con, đúng là vì thuốc này con từng dùng, nhưng từ rất lâu rồi, bọn con không dùng nữa. Chị giỏi lắm, chị có biết tôi và các gia đình này mong mỏi có một mụn cháu thế nào không? Mà chị còn dùng thuốc tránh thai. Ngày thằng Hoàng nói nó sẽ cưới chị, tôi vốn đã chẳng ưa gì chị rồi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Gần 2 năm qua, tôi luôn mong chị sinh cho tôi được một đứa cháu. Vậy mà cái việc bất kể người phụ nữ nào cũng có thể làm được thì chị lại không làm được. Mẹ chồng tôi nói bằng cái giọng đầy ai oán. Lúc này tôi mới có thể hiểu bà mong mỏi
và khát khao một đứa cháu biết nhường nào. Bị bà mắng, bị bà chửi, tôi cũng không có tư cách để trách bà. Chỉ là từng lời bà nói tựa như những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu đáp, con xin lỗi. Xin lỗi? Chị tưởng xin lỗi là xong? Ngày hôm nay tôi nói thật, tôi không thể chấp nhận loại con dâu như chị được nữa. Tôi biết thừa, chị dùng thuốc tránh thai này còn có ý đồ khác. Ngày hôm nay tôi thanh toán cho chị. Nghe mẹ chồng nói đến đây, tôi không hiểu liền hỏi lại, mẹ nói thế là sao ạ? Là sao hả? Chị đừng tưởng tôi không biết gì. Chị là một người phụ nữ mất hết đạo đức rồi. Chị có chồng, nhưng chị vẫn còn lăng loàn với thằng Thịnh sếp chị và cũng là tình đầu của chị. Từng lời bà nói khiến tôi thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Chuyện tôi dùng thuốc tránh thai là thật, nhưng chuyện bà nói tôi lăng loàn với Thịnh thì là chuyện hết sức hoang đường. Tôi lập tức trả lời, con không biết mẹ nghe ai nói, con có quan hệ bất chính với sếp của con vậy ạ. Nhưng còn thể có trời đất, con hoàn toàn trong sạch. Mối quan hệ của con với anh Thịnh chỉ là mối quan hệ sếp với nhân viên bình thường. Thôi, chị không phải thể thốt gì cả. Chị nghĩ tôi sẽ tin dăm ba cái lời thề vớ vẩn của chị. Tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy. Tôi còn biết sếp chị cũng hay đưa chị về đến tận cổng. Xã hội bây giờ loạn hết rồi, đàn bà ngoại tình còn công khai. Bảo sao chị không muốn sinh con sinh cháu cho cái gia đình này để dễ dàng đàn điếm hơn, đúng không? Mẹ, rốt cuộc ai đã bịa đặt trắng trợn với mẹ về con như vậy ạ? Còn chưa bao giờ hổ thẹn lương tâm mình về việc có chung thủy với chồng hay không. Lúc ấy tôi định nói thêm, chỉ có anh Hoàng là người không chung thủy với con mà thôi. Nhưng dù uất ức thế nào, tôi cũng phải cố gắng kiềm chế lại. Mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết khẳng định, ai nói không quan trọng. Quan trọng bây giờ là tôi không muốn đôi co với chị nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt chị trong cái nhà này. Chị cút ngay cho tôi, cút khuất mắt tôi, cút cho cuộc đời thằng Hoàng nó được yên. Nói xong, không đợi tôi phản ứng, bà đã tiến tới kéo tay tôi lôi sảnh sạch ra ngoài. Thực ra, với cái sức của tuổi trẻ thì tôi thừa sức để kháng lại bà, nhưng tôi sợ sơ ý làm bà ngã hay gì thì khổ, nên chỉ có thể xin. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã mẹ ơi, có gì mẹ đợi chồng con về rồi quyết định được không? Con không phải người như thế, mẹ phải tin con. Cô Hòa giúp việc thấy mẹ chồng tôi lôi tôi đi ra ngoài cũng vội vàng chạy tới nói, bà chủ, có gì bà bình tĩnh đã bà ơi. Chị không phải xin cho nó, nếu chị không muốn mất việc thì lên phòng thu dọn đồ đạc của nó mang xuống đây cho tôi. Hôm nay tôi phải tống cổ con đàn bà này ra khỏi cái nhà này mới được. Tôi nhìn mẹ chồng, có vẻ hôm nay bà quyết tâm đuổi tôi khỏi cái nhà này lắm rồi. Tôi biết mẹ chồng trước giờ không ưa mình, dạo gần đây lại còn có thêm sự xuất hiện của Trúc, nên cái việc hôm nay chắc chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hai mẹ con còn đang nói nhau qua lại thì bất ngờ giọng nói của chồng tôi vang lên, hai người đang làm cái trò gì vậy? Mẹ chồng tôi lúc này mới chịu buông tay tôi ra. Bà tức giận nói, Hoàng, hôm nay con phải chọn nó hoặc là mẹ. Nếu có mẹ thì không có nó, nếu có nó thì không có mẹ. Hoàng nhíu mày nhìn tôi và mẹ anh rồi đáp, có gì thì mẹ từ từ nói xem nào. Mẹ chồng tôi lúc này mới nói toàn bộ sự việc. Hoàng nghe xong liền quay sang bảo tôi, vừa bay một chặng đường xong vẫn còn rất mệt, lên phòng nghỉ đi. Tôi nhìn Hoàng, ánh mắt anh bình thản đến lạ, nhìn vào sâu ánh mắt ấy tôi không thể đọc được anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy càng nhìn như càng bị cuốn vào vực sâu vạn trượng. Mẹ chồng tôi nghe Hoàng nói vậy liền quát, Hoàng, con không nghe mẹ nói à? Mẹ không... Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu thì anh đã chặn ngang, tôi bảo lên phòng nghỉ đi. Tôi nghĩ Hoàng đã có tính toán gì đó trong đầu nên đành mặc kệ thái độ giận dữ của mẹ chồng, gật đầu chào bà một cái rồi xoay người bước đi. Khi tôi vừa đi được vài bước thì mẹ chồng tôi lại quát, ai cho phép cô bước vào cái nhà này nữa? Là con cho phép, mẹ không có quyền đuổi cô ấy, nếu muốn đuổi thì chỉ có con là có quyền. Chồng tôi lớn tiếng nói. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi dám nói lớn tiếng như vậy với mẹ mình. Không những thứ, anh lớn tiếng còn là vì tôi nữa. Trong lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Nhưng dù sao, cái cảm giác được anh bảo vệ
cũng phần nào xua đi những ấm ức tôi đang trải qua. Khi tôi bước tới cửa nhà rồi, vẫn nghe thấy giọng mẹ chồng tôi lớn tiếng bảo: "Hoàng, con điên thật rồi, con dám lớn tiếng với mẹ vì nó. Con chỉ đang muốn nhắc cho mẹ biết, mẹ đừng đi quá giới hạn của mình. Nhà này, gia đình này là của con đã lớn rồi, mẹ không có quyền thay con làm chuyện đấy. Còn vợ con, nó không muốn sinh con cho con là vì nó đảng điếm bên ngoài đấy. Mẹ sống với cô ấy được mấy ngày? Là sao? Cô ấy như thế nào con tự hiểu. Còn cái chuyện thuốc tránh thai là chính con bắt cô ấy uống vì con cảm thấy hiện tại chưa thích hợp để đón thêm một đứa nhỏ. Việc ai làm người đó chịu, mẹ đừng quy chụp lên đầu một người vô tội." Nghe Hoàng nói vậy, giọng mẹ chồng tôi lạc đi, ức nghẹn đáp: Con vừa nói gì? Con điên rồi hả Hoàng?" Tôi thấy Hoàng im lặng không nói gì nữa. Sau đó, tôi cũng không tiếp tục đứng lại nghe hết câu chuyện mà bước đi lên phòng. Lúc bước vào trong phòng, tôi thấy mấy ngăn kéo tủ đang lộn xộn cả lên. Tôi nghĩ chắc là mẹ chồng vừa lục đồ nên không thèm đóng lại. Có điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu trước giờ mẹ chồng tôi có bao giờ tự ý đi vào phòng riêng của chúng tôi đâu. Tôi cảm giác như có ai đó đứng sau xui khiến bà làm chuyện này. Rồi cả chuyện của tôi và Thịnh nữa. Tôi không hiểu ai ác mồm ác miệng đặt điều như thế. Cứ nghĩ đến những lời bà vừa nói, tôi lại càng thấy ấm ức và tủi thân. Hóa ra gần 2 năm qua, những việc tôi làm chưa có gì có thể lay động được lòng bà. Chẳng lẽ không môn đăng hộ đối cũng là cái tội sao? Bất giác sống mũi tôi cay cay, giọt nước mắt rủ nhau ùa về chảy dài trên hai má như những hạt mưa rơi. Khi đang khóc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng cô Hòa vang lên: "Mợ ơi, tôi vào được không?" Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi đáp: "Cô vào đi ạ." Cô Hòa cầm trên tay một cốc nước ép lựu, cô bảo: "Mợ uống đi, tôi vừa ép xong đấy." "Dạ cháu cảm ơn cô." "Mợ đừng buồn nhé, bà chỉ là tức giận quá mới vậy thôi." "Vâng, mà mẹ chồng cháu với anh Hoàng vẫn đang bên dưới ạ." "Bà vừa về rồi mợ ạ. Còn cậu Hoàng bảo tôi lên hỏi mợ có đói không, tôi nấu cái gì cho mợ ăn nhé." "Dạ thôi, ở trên chuyến bay cháu có ăn chút đồ ăn nhẹ rồi, cháu đi tắm rồi ngủ một giấc, trưa cô không phải gọi cháu dậy ăn cơm đâu nhé." "Tôi biết rồi, vậy mợ nghỉ đi." Cô Hà đi rồi, tôi mới rệu rạo đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, tôi xếp gọn đống quần áo trong vali và ngăn kéo tủ, rồi trèo lên giường nằm nghỉ. Nhưng mà cả người bứt rứt khó chịu, làm tôi nằm cũng không yên. Thật ra ngay từ đầu, khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười, nỗi buồn sẽ nhiều hơn hạnh phúc. Tôi biết đây là một canh bạc, không thể định liệu trước thắng thua, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Nếu thua, coi như tôi thua mấy năm thanh xuân của mình. Còn nếu thắng, tôi sẽ giành được hạnh phúc một đời. Nhưng hình như tôi đã thua rồi. Thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu lâu tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch tới khi bầu trời chuyển tối mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, lưng eo mỏi nhức. Xoa bóp bờ vai một lúc, tôi chậm chạp lết xuống giường. Đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra. Chồng tôi từ ngoài bước vào, anh chủ động hỏi: "Cuối cùng cô cũng dậy rồi à?" "Mấy giờ rồi anh?" "8 giờ 30 phút tối." "8 giờ 30 phút? Nói như vậy là tôi đã phải ngủ cỡ 5-6 tiếng đồng hồ rồi sao?" Tôi buột miệng đáp: "Sao anh không gọi tôi dậy?" "Gọi." Cô Hòa liền gọi cô 3 lần mà cô không thèm dậy. Cô xem cô ngủ có khác gì con lợn không? "Hả? Anh ta dám so sánh tôi với lợn ư?" Tôi phồng mồm trợn mắt nhìn anh đầy bất mãn. "Tôi mà là lợn thì anh ngủ với lợn thì được gọi là gì? Lợn đực à?" Hoàng khi nghe tôi nói thế liền chau mày nhìn tôi. "Cô..." Tôi xủy môi rồi huých mạnh vai anh một cái bước đi. Đang định bụng xuống dưới nhà thì Hoàng bất ngờ bảo: "Muốn đi ăn gì không?" Tôi định nói không nhưng tự nhiên nghĩ trời se lạnh này mà ngồi ăn ốc với bánh gối thì ngon phải biết. Hơn nữa ra ngoài hít gió trời thoáng mát cũng khiến cơ thể dễ chịu hơn. Tôi quay lại hỏi anh: "Anh đưa tôi đi thật hả?" "Ừ, nhưng tôi thèm ăn ốc với bánh gối ngoài bờ hồ thôi. Anh đi được không?" Hoàng nhíu mày nhìn tôi rồi đáp: "Được." Lúc đến quán ốc, anh gọi cho tôi 2 bát ốc và 1 đĩa bánh gối. Mùi ốc nóng bốc lên
Giữa cái mùa thu se lạnh của Hà Nội, tôi nhìn bát ốc mà cười tít cả mắt nói, lâu lắm mới được đi ăn ốc nóng ngon ghê. Cô Điêu, nó quen thân rồi nhỉ, đã ăn đâu mà biết ngon, thì nhìn với người cũng biết đủ ngon mà. Cô Thính Như... Hoàng nói đến đây, tôi liền biết anh nói vế sau là gì nên lập tức chặn lại. Này, tôi như gì thì anh như thế đấy, đừng có mà tự vả mặt mình. Nói xong, tôi mặc kệ anh mặc cúi xuống truyền tầm thưởng thức bát ốc cùng đĩa bánh gối nóng hổi trên bàn. Suốt cả quá trình ăn thì Hoàng dường như chỉ ngồi làm cảnh. Tôi vì thèm với tiếc của nên một mình ăn gần hết hai bát ốc với đĩa bánh gối. Lúc tôi ăn gần xong thì Hoàng bỗng nói, chuyện mẹ nói sáng nay cô đừng để tâm. Tôi không nghĩ một người như anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình, nên khi nghe anh nói vậy, động tác tay của tôi chợt dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh cười gượng đáp, tôi biết mà, với lại tôi cũng quen rồi, chỉ là tôi không hiểu sao mẹ lại vào phòng mình lục đồ, tôi cảm giác như có ai xúi mẹ vậy đó. Hoàng nghe tôi nói thế thì cũng dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp, cô nghĩ xa quá rồi. Ờ, anh không tin tôi thật à? Thế cô thử nói xem, đó là ai? Tôi mà biết rõ thì tôi sẽ đến đập cho nó tòe mỏ. Tôi vừa dứt lời thì liền thấy khóe môi Hoàng ánh lên nụ cười. Cô cũng đành đá gớm nhỉ? Đúng rồi, tôi không dịu dàng giống như người yêu anh được. Nét mặt Hoàng đang vui vẻ, nghe tôi nói thế liền xám xịt lại như đít nồi. Ăn ốc xong, anh lái xe đưa tôi thẳng về nhà. Khi chúng tôi vừa vào phòng thì Hoàng nhận được điện thoại. Nhìn thoáng qua màn hình tôi thấy tên hiển thị là Trúc. Anh liền nhận lấy điện thoại. Tôi không nghe rõ cô ta nói, nhưng Hoàng với dáng vẻ vội vã rời khỏi nhà, vừa đi vừa nói, ở yên đó, anh tới luôn. Tôi đứng trong phòng tần ngần mất vài giây, cứ nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau trong đêm khuya mà lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Tối đó tôi cứ tưởng anh sẽ đi qua đêm không về, cho tới khi đồng hồ điểm 12 giờ thì tôi thấy Hoàng lù lù từ ngoài bước vào. Anh nhíu mày hỏi tôi, sao còn chưa ngủ? Hồi chiều tôi ngủ nhiều nên giờ không ngủ được. Không ngủ được thì cùng nhau thức đi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã nói tiếp, thức để phối giống. Lời Hoàng nói làm cho tôi suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Tôi kinh ngạc nhìn anh, dạo này thấy anh thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức không thể thích ứng kịp, chỉ biết há hốc miệng. Cuối cùng tôi bảo, anh đúng là điên thật rồi. Nói xong tôi định bụng ngồi dậy đi uống cốc nước, ai ngờ vừa ngồi thẳng người lên đã bị Hoàng đẩy xuống. Anh chống hai tay xuống giường, mặt đối diện thẳng với mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Phải, tôi đang điên đấy. Tránh ra cho tôi đi. Đi đâu? Đi... Tôi chưa kịp nói hết lời thì đã bị Hoàng bóp cằm. Anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt ngấu nghiến. Vừa hôn anh vừa nói, muộn rồi. Rõ ràng lúc ấy tôi rất muốn đẩy anh ra, nhưng vì nụ hôn của anh mang theo hương vị vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức lan xuống cả cổ họng, rồi hòa quyện vào mạch máu, đi thẳng vào sâu trong trái tim. Cuối cùng tôi không phản kháng, cũng không tránh né. Tôi giơ tay ôm lấy cổ anh, hé miệng, đón cái nụ hôn đó. Mặc dù tôi không hiểu sao Hoàng đột nhiên lại ham muốn tôi, vào thời khắc này những điều đó dường như không còn quan trọng nữa, chỉ muốn cùng anh siết chặt không rời. Sau cuộc yêu, khi tôi bước ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy Hoàng vẫn đang đứng ngoài ban công, hình như anh đang hút thuốc. Vì mệt quá tôi chẳng quan tâm anh nhiều nữa mà lên giường ngủ luôn. Không biết bao lâu sau, khi tôi đang ngủ say thì bất chợt chuông điện thoại chồng tôi vang lên, ồn ào đến mức tôi phải tỉnh giấc. Hoàng đưa tay với điện thoại ở phía bàn gần đầu giường. Dù ánh mắt mơ màng nhưng tôi vẫn thấy cái tên Trúc đang được hiển thị. Có điều lạ là lần này anh không bắt máy mà trực tiếp tắt điện thoại để chế độ máy bay. Tự nhiên làm tôi nghĩ liệu có phải tối nay hai người gặp nhau đã xảy ra cãi vã dỗi hờn rồi, nửa đêm mới mò về bên tôi phát tiết dục vọng với tôi không. Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi đi làm trong tình trạng cả người phở phạc, hai mắt thâm quầng, làm tôi phải dặm mấy lớp phấn phủ mới che đi được. Cả phòng thấy ai cũng tươi tỉnh ngoại trừ tôi. Cái An thấy thế mới tủm tỉm cười hỏi, sáng sớm mà sao tao thấy mày mất nước? À quên, mất sức quá vậy. Mệt.
Đêm qua, ông già hành bà già quá à? Mày dạo này cứ hở ra cái là trêu tao đấy. Thôi làm việc đi, chưa đi ăn cơm, tao kể cho chuyện này. Không nghĩ thì thôi, nghĩ là đau đầu vãi. Sao thế? Chưa rồi kể, giờ vào giờ làm rồi. Ok baby. Trưa đó ngồi ăn cơm, tôi kể cho cái An nghe về vụ cãi vã của tôi và mẹ chồng ngày hôm qua. Tôi cứ tưởng mình tôi nghĩ xa nên nghi ngờ có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mình. Không ngờ cái An nghe xong cũng đập tét đùi bảo: mẹ kiếp thật, nhưng mày có nghĩ là có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mày không? Chứ trước mày chẳng kể bà không có tính thích lục đồ riêng của người khác mà. Vậy là mày cũng nghĩ giống tao à? Ừ, tao đang đoán con người yêu cũ của chồng mày đấy. Bây giờ chỉ có nó là người nhăm nhe phá hoại gia đình mày thôi. Với lại, nó được lòng tin của mẹ chồng mày như vậy cơ mà. Kiểu đách gì, nó cũng ngấm ngầm tiêm vào đầu bà ấy những thứ không tốt về mày. Mà tao cũng điên, bà mẹ chồng mày ghê. Đường đường, vợ chủ tịch tập đoàn lớn mà bị con hổ ly tinh nó dắt mũi. Tôi không biết lý giải sao, nên chỉ biết thở dài đáp. Mày không nghe, một khi đã ghét thì dưa cũng hóa giỏi à? Tao nghĩ chắc bà không ưa tao từ trước nên cũng nóng lòng đổi con dâu lắm rồi. Đúng là làm dâu nhà giàu cũng khổ vãi. Đấy, giờ mày mới hiểu tao cũng có sung sướng gì đâu. Thế nhưng bù lại, mày đã được ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Như tao tìm lác mắt ra mà chẳng có thằng nào đẹp tí. Mày cứ kén cá chọn canh, đẹp trai không quan trọng bằng việc nó tâm lý yêu thương mình thật lòng đâu. Biết thế, nhưng nếu không đẹp thì cũng đếch có tâm trí tìm hiểu tâm hồn nó thế nào. Bố tổ còn mê trai, mày chắc không mê? Tôi bật cười nhìn cái An. Hai đứa đang vui vẻ được tí thì bất ngờ cái An đập liên tiếp vào tay tôi, tròn xe mắt nói: ê Linh, kia có phải con người yêu cũ của chồng mày không? Tôi quay đầu về hướng cái An chỉ thì thấy đúng là cô ta. Đi bên cạnh cô ta còn có mẹ chồng tôi nữa. Nhìn vẻ mặt hai người cười nói vô cùng vui vẻ, quả thật lúc ấy tôi chạnh lòng ghê gớm. Tôi cũng sợ mẹ chồng mình thân thiết với cô ta như vậy thì cuộc sống của mình về sau càng khó khăn. Và đúng như nỗi sợ mà tôi từng nghĩ, tối đó đi làm về tôi lại thấy mẹ chồng xuất hiện trong căn nhà mình. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản lên tiếng chào bà, nhưng bà vừa nhìn thấy tôi đã lườm nguýt: chị cũng mặt dày quá nhỉ, những lời tôi nói hôm qua chị không để vào tai hả chị Linh? Thực sự đến giờ phút này tôi càng khẳng định chắc chắn Trúc đã nói gì đó khiến mẹ chồng tôi lại phát tiết đến đây đay nghiến tôi lần nữa. Bởi vì tôi cũng phần nào hiểu tính bà. Bà thuộc tuýp người nóng tính, khi tức lên sẽ chửi xối xả thẳng mặt, nhưng khi kết thúc chuyện xong là xong, chứ không dai dẳng đến đây chửi đuổi tôi lần thứ hai như thế này nữa. Con không dám để ngoài tai những gì mẹ nói đâu ạ. Vậy sao chị còn chưa cút ra khỏi nhà tôi? Mẹ, con lấy chồng theo chồng, bây giờ chồng con bảo sao thì con làm vậy thôi à? Chị giỏi, bây giờ chị còn dám lôi thằng Hoàng ra để cãi lời tôi cơ đấy. Tôi nói cho chị biết, chị đừng tưởng thằng Hoàng nói đỡ cho chị rồi là tôi sẽ thay đổi quyết định. Tôi đã cho chị nhiều cơ hội lắm rồi, lần này sẽ không có bất kỳ cơ hội nào dành cho chị nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, không muốn chị làm con dâu tôi nữa, không muốn chị làm vợ con trai tôi nữa. Dù thằng Hoàng muốn hay không thì nó cũng phải nghe lời tôi, vì tôi là mẹ nó, là người đẻ ra nó, còn chị chỉ là người ngoài mà thôi. Nghe bà nói hai chữ người ngoài mà sống mũi tôi bất chợt cay xè, cảm giác tủi thân kiểu gì ấy. Khi tôi còn chưa kịp đáp lại thì mẹ chồng tôi nói tiếp: chị đừng nghĩ là chị sẽ ngang bướng được với tôi. Nếu chị mà cứ chống đối lời tôi nói, đừng trách tôi gọi điện thẳng về cho bố mẹ chị tới mà đón con gái về. Lúc ấy thì đẹp mặt lắm nhỉ. Là con gái đi lấy chồng rồi nên tất nhiên không ai muốn nhà chồng động chạm tới bố mẹ đẻ mình. Bởi vậy tôi nói thẳng: mẹ à, con nghĩ bố mẹ con không làm gì sai cả, nên xin mẹ đừng lôi bố mẹ con vào ạ. Mẹ chồng tôi khi nghe tôi nói thế giọng tràn đầy khinh bỉ: bố mẹ chị không làm sao? Chính bố mẹ chị mới là kẻ cầm đầu của cuộc hôn nhân thảm hại này. Nếu bố chị không vì cái sản nghiệp của nhà chị mà gả chị cho thằng Hoàng
thì tôi cũng không có đứa con dâu đổ đốn như chị. Tất cả là tại bố chị đấy, bố chị tham tiền tham quyền, đúng là cha nào con nấy. Từng lời mẹ chồng nói tựa như sét đánh ngang tai tôi vậy. Từ trước đến giờ, bà luôn cho rằng tôi là người dụ dỗ Hoàng. Nhưng lần này, bà lại biết rõ lý do vì sao tôi phải lấy anh. Bởi vậy trong ánh mắt bà bây giờ tràn đầy sự khinh bỉ dành cho nhà tôi. Tôi biết bây giờ có 10 cái miệng cũng không thể chối cãi nổi, nên cuối cùng đành mặc kệ, để cho bà muốn nói gì thì nói chán rồi sẽ thôi. Bà thấy tôi chỉ đứng yên nghe bà nói, nên sau đó tức không làm gì được, cảnh cáo tôi vài câu rồi rời đi. Tối đó 8 giờ, Hoàng đã về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền hỏi, chiều nay mẹ lại tới tìm cô hả? Tôi nghĩ trong nhà có camera nên Hoàng sẽ biết, khẽ gật đầu. Đúng rồi, mẹ có tới tìm tôi, lại muốn đuổi cô đi. Tôi lại tiếp tục gật đầu. Hoàng vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó anh thở hắt ra một tiếng rồi nói, ngày mai cô về bên nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày đi. Tự nhiên nghe anh nói thế, tôi tủi thân khủng khiếp. Hóa ra cuối cùng giữa mẹ và vợ thì anh vẫn lựa chọn mẹ mình mà thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết rõ vậy rồi, nhưng sao vẫn cố chấp đặt chút niềm tin ở nơi anh. Lồng ngực tôi vốn đang đau âm ỉ giờ lại như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Tôi cười gượng đáp, tôi biết rồi, anh bảo đi thì tôi sẽ đi. Hoàng nhíu mày nhìn tôi, ngày mai tôi phải đi công tác bên Hàn Quốc mấy ngày, để phòng tránh mẹ đến làm khó cô. Trong thời gian tôi đi vắng thì tốt nhất cô nên qua nhà mẹ nghỉ ngơi, sau khi tôi về sẽ tính sau. Nghe Hoàng nói đến đây, tôi mới thấy lòng mình nhẹ bẫng đi hẳn. Mọi thứ không tiêu cực như tôi suy nghĩ, ngược lại là vì anh lo cho tôi. Tôi hỏi, vậy anh đi mấy ngày? Chắc khoảng 7 ngày. Tôi buột miệng đáp, lâu vậy hả? Sao, nhớ tôi à? Tôi nhìn anh suy nhẹ một cái rồi đáp, ai mà thèm nhớ anh, tôi không có rảnh như người đó đâu. Nét mặt Hoàng tự nhiên xám xịt lại. Sau đó anh không thèm trả lời tôi nữa mà đi xuống dưới nhà. Sáng hôm sau 4 giờ, anh đã rời khỏi nhà để ra sân bay. Sau khi anh đi khỏi, vô thức tôi liếc mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh mình. Ở đó vẫn đang tỏa ra mùi hương thơm quen thuộc của anh. Lại nhìn quanh căn phòng, bỗng dưng tôi thấy trống vắng lạ thường. Nghĩ cũng buồn cười thật đấy. Ngày xưa anh đi suốt, tôi cũng ngủ một mình suốt chẳng sao. Bây giờ anh mới rời đi có chút, đã mang cho tôi một cảm giác lưu luyến khó tả. Hình như càng ngày tôi càng có tình cảm với người đàn ông này rồi. Chỉ là tôi sợ nhất phải đối mặt với tình cảm đó, nên mỗi ngày phải cố gắng giấu nhẹm nó đi vào tận sâu đáy lòng. Sáng đó đi làm, tôi chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ để trong cốp xe, rồi dặn dò cô Hoa. Mình sẽ sang nhà mẹ chơi mấy ngày, nhờ cô với chú bảo vệ trong nhà cửa giúp cho. Chiều đó sau khi tan làm, tôi lái xe đi thẳng về nhà bố mẹ. Cứ nghĩ bố mẹ sau khi nghe con gái nói sẽ ở lại đây mấy hôm là bị bố mẹ nghi ngờ vợ chồng sứt mẻ rồi, chả hỏi. Ai ngờ, vừa nhìn thấy mặt tôi, mẹ tôi đã tươi cười bảo, đi làm về rồi hả con, mau lên nhà tắm rửa, rồi xuống ăn cơm, này mẹ nấu mấy món con thích ăn lắm đấy. Sao mẹ biết con sẽ qua hả? À, thằng Hoàng nó gọi điện bảo mẹ rồi. Nó bảo nó đi công tác một tuần nên xin phép mẹ cho con về đây chơi mấy hôm cho đỡ buồn. Tôi nghe mẹ nói thì sững sờ mất mấy giây, nhưng không tin còn hỏi lại, anh Hoàng gọi điện cho mẹ ấy hả? Lúc nào thế mẹ? Hồi trưa nè. Thôi con đi tắm đi, bố con cũng gần về đến nhà rồi. Dạ vâng ạ. Hai ngày tiếp theo trôi qua, tôi sáng vẫn đi làm ở công ty, chiều thì về nhà mẹ. Đúng là cái cảm giác chẳng đâu sướng bằng ở chính trong căn nhà nuôi mình khôn lớn. Chẳng ăn ở đâu ngon bằng cơm mẹ nấu. Chiều đó khi vừa tan làm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ kêu rẽ vào siêu thị mua thêm ít đồ. Sau khi thanh toán xong, lúc ra đến cửa tôi lại bất ngờ gặp người yêu cũ của chồng. Nhìn cái bản mặt cô ta, tôi ghét đến nỗi chỉ muốn cào xé cái gương mặt giả tạo đó ra. Tôi định lơ, coi như cô ta là không khí, thì cô ta lại chủ động tiến tới trước mặt tôi chọc quái. Ờ, chị Linh à, chị mua nhiều đồ thế. Em nghe nói chị bị trả về nơi sản xuất rồi ạ. Khổ thân chị, trăm phương ngàn kế tính toán để làm vợ anh Hoàng, cuối cùng cũng vẫn tẩy trắng ra đi.
Nghe giọng điệu cô ta mà tôi cảm thấy buồn nôn làm sao. Tôi bình tĩnh đáp. Còn hơn, có người trăm phương ngàn kế tính toán mà đích có cửa làm vợ người ta. Chị cứ chờ đó đi, sắp tới thôi, em sẽ chính thức thay thế chị đó. Lúc đó thì chị nhớ sáng mắt ra nhìn cho rõ. Tôi cảm thấy việc nói lý lẽ với một con người không có chút liêm sỉ nào như cô ta đã toàn là việc thừa thãi. Tôi thẳng thắn đáp. Hả? Cô muốn thay thế tôi hả? Vậy thì chờ bước qua xác con này đã nhé. Ngày nào tôi chưa ly hôn với chị Minh Hoàng, con nào dám thách thức hay tơ tưởng tới chồng của bà thì bà đập nát mặt, đập tòe mỏ đứa đấy ra. Nghe tôi nói thế, mặt cô ta liền sầm lại, nghiến răng nói. Chị dám? Tôi lớn tiếng đáp. Có gì mà không dám, bởi vì bà đây không phải hoa hậu thân thiện, không tin cứ thử xem. Nói xong tôi lườm cô ta một cái rồi bước đi. Tôi biết sau cuộc gặp hôm nay, kiểu gì cô ta cũng xuyên tạc câu chuyện tới mẹ chồng tôi và chồng tôi. Nhưng mà tôi mặc kệ, đâu có ai có thể nhịn nhục mãi được. Hiền với bụt, chứ ai hiền với ma. Lẽ ra, đằng nào cũng bị mang tiếng rồi, tôi còn nên cho cô ta thêm vài bạt tai cho bỏ tức. Nhưng thôi, đánh cô ta, tôi sợ về nhà rửa tay 10 ngày, chưa hết bẩn. Sau khi về đến nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả. Tôi đặt túi đồ vào bếp, nghĩ bụng mẹ chắc trên phòng nên chạy một mạch lên tầng 2. Khi tôi vừa định cất tiếng gọi mẹ, thì bất ngờ giọng bố tôi từ trong phòng vang lớn ra. Cậu nói sao? Người phụ nữ tai nạn chết năm đó là người yêu cũ của con rể tôi, chị Minh Hoàng. Nghe đến tên chồng mình, tôi bất giác ngẩn người, bàn chân vô thức tiến lên một bước để nghe cho rõ cuộc nói chuyện hơn. Bố tôi đang nói chuyện trong phòng với một người đàn ông. Giọng người đàn ông ấy vang lên. Tôi đã điều tra kỹ lắm rồi, không thể có sự nhầm lẫn nào khác được. Nạn nhân năm đó là cô Nguyễn Ngọc Trúc. Cô ấy còn có một người em gái tên Thanh Trúc. Và theo như tôi biết được, cậu Hoàng cũng đã điều tra về vụ tai nạn đó. Theo như thông tin bên cậu Hoàng thu thập được, thì người gây tai nạn cho người yêu cũ của cậu ấy lại là cô Linh nhà mình. Ôi trời ơi, tôi đang nghe câu chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Sao lại có vụ tai nạn? Sao chồng tôi lại điều tra ra được tôi là kẻ gây tai nạn? Hai tai tôi bỗng chốc ù cả đi. Từng lời người đàn ông kia nói tựa như tin sét đánh trúng hai mảng nhĩ, khiến nó muốn nổ tung ngay lập tức. Giọng bố tôi lại vang lên. Sao có thể thế được? Nếu nó điều tra ra kết quả như vậy, thì sao lại lấy con gái tôi? Một câu hỏi của bố tôi khiến cả hai bố con phải khựng lại, vì như đã nhận ra điều gì đó. Không thể kiên nhẫn đứng đây thêm được nữa, bất chấp tất cả xông vào phòng. Bố, chuyện này là sao? Vụ tai nạn gì hả? Sao con không biết? Thấy tôi đột ngột bước vào, bố tôi liền thay đổi sắc mặt, trở nên lúng túng. Người đàn ông cũng vội vã thu dọn giấy tờ và ảnh gì đó trên bàn, rồi xin phép rời đi trước. Bố tôi lúc này mới nhẹ giọng bảo tôi. Không có gì đâu con. Bố, con đã đứng ngoài và nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người. Con xin bố đừng giấu con nữa. Bố tôi im lặng nhìn tôi. Bầu không khí chợt căng thẳng mất nửa phút. Cuối cùng ông hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Con nhớ gần 3 năm trước cái cẩm anh nó về nước không? Con nhớ, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến con bé? Ngày thứ 3 sau khi nó về nước, trên đường đi liên hoan với đám bạn trở về, nó đã đâm trúng một cô gái và cô gái ấy đã tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe mà con bé cầm anh đi tối đó là chiếc xe đầu tiên bố mua tặng con. Câu chuyện chấn động này giống như một bức tường kiên cố đột nhiên sụp đổ ngay dưới chân tôi vậy. Tôi thẫn thờ hỏi lại, đó là lý do bố không cho con đi chiếc xe đó nữa. Bố tôi khẽ gật đầu, sau đó đưa bàn tay run run lên bóp huyệt thái dương chậm rãi kể tiếp. Sau khi gây tai nạn giao thông, con bé đã rất hoảng loạn gọi điện cho bố. Lúc đó bố tới hiện trường, ở đó là một con đường ngoài vùng ngoại ô rất vắng vẻ. Bố kiểm tra thấy cô gái kia đã tắt thở, không còn hy vọng cứu chữa nữa nên đã liều mình đưa ra một quyết định. Nói đến đây thì cổ họng bố tôi chợt nghẹn lại, nét mặt thể hiện đau đớn như đang trở về vụ tai nạn năm ấy. Tôi dường như đã có suy đoán cho vế sau của câu chuyện, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Quyết định gì ạ? Bố đã bỏ mặc cô gái ấy và nhanh chóng đưa con bé cầm anh rời khỏi hiện trường. Sau đó,
bố đã thuê người chịu tội thay. Số tiền để trả cho người đi tù thay là do bố đã bí mật rút vốn trong công ty. Bởi vậy, tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện, bởi ngực tôi đau đến mức không thở nổi. Hóa ra công ty đứng trên đà phá sản năm đó là vì chuyện này. Hóa ra ánh mắt hận thù anh dành cho tôi suốt gần 2 năm qua cũng là vì chuyện này. Và đây cũng là lý do Hoàng đồng ý lấy tôi. Anh muốn phá hủy cuộc đời tôi. Sau đó bố tôi nắm lấy cổ tay tôi nói tiếp. Nhưng bố thật sự không biết đó là người yêu cũ thằng Hoàng. Bố càng không biết là nó đã điều tra ra được người gây tai nạn năm đó lại là con. Tôi nhìn bố, những giọt nước mắt cứ thế thì nhỏ rơi xuống. Tôi muốn hét lên cho ông biết rằng bố có biết gần 2 năm qua con đã sống thế nào không? Con đã sống không khác gì trong một cái ngục tù hôn nhân. Tại sao con phải chịu đựng hết tất thảy những bi kịch này trong khi con là người vô tội? Qua một lát sau, khó khăn lắm tôi mới mở miệng lên tiếng tiếp được. Tại sao bố làm như vậy? Bây giờ con làm sao mà đối mặt được với chồng mình đây? Linh, bố biết con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Thực sự hôm nay nghe tin thằng Hoàng nó nghĩ người gây tai nạn là con, bố đã rất đau lòng. Vậy theo bố, con có nên nói rõ sự thật này cho chồng con biết không? Tôi cứ tưởng bố tôi sẽ biết đường hối lỗi hoặc ít nhất thương xót con gái mà nói, để bố sẽ nói chuyện với thằng Hoàng. Nhưng không, ngược lại bố tôi còn cầu xin tôi. Đừng con, bố xin con đừng nói chuyện này cho thằng Hoàng biết. Nếu nó biết sự thật, nó nhất định sẽ không tha cho con bé Cẩm Anh và nó sẽ rất giận bố. Nghe được câu trả lời, bàn tay tôi bất giác buông thõng xuống, lồng ngực tôi đau buốt như bị xé toạc, dạ dày quặn thắt, bụng dưới co rút từng cơn. Tôi đau khổ hỏi lại, vậy còn con có phải sống thế nào khi chồng mình ngày đêm nghĩ mình là kẻ giết người, là kẻ đâm chết người yêu cũ của anh? Bố không thấy thương con sao? Bố tôi bất chợt im lặng một lúc, sau đó ông ngấn ngấn nước mắt đáp, bố biết nếu không nói ra sự thật này thì người chịu thiệt thòi và chịu sự tàn nhẫn nhất là con. Nhưng Linh à, bố đã nghĩ chắc là thằng Hoàng nó cũng có tình cảm với con rồi, nên chuyện kia nó cũng đã nguôi. Chứ nếu không, nó làm sao để con và gia đình mình yên ổn trong suốt gần 2 năm qua? Còn cái Cẩm Anh, bố bảo vệ nó, không phải là bố thiên vị nó, yêu thương nó hơn con. Con là con gái bố, tất nhiên bố phải yêu thương và lo lắng cho con hơn rồi. Có điều con cũng biết đấy, chú con mất khi còn rất trẻ. Trước khi mất, bố đã hứa với chú con sẽ chăm sóc và bảo vệ cái Cẩm Anh thật tốt. Với lại, bố làm vậy là vì trả nợ ân tình cho chú con nữa. Nhà mình nợ chú ấy một món nợ mà không biết khi nào mới trả được con à. Chuyện vụ tai nạn đó cũng làm bố day dứt trong suốt mấy năm qua. Bố thật lòng xin lỗi con khi nói ra sự thật, khi cần sự cầu xin vô lý này. Nhưng đó là cách duy nhất, bố bất lực lắm rồi. Đợi một thời gian nữa, mọi thứ ổn hẳn, tình yêu nó dành cho con đủ lớn, bố sẽ nói ra tất cả. Còn bây giờ, với tính khí của nó nhất định sẽ không tha cho cái Cẩm Anh, gia đình tan nát hết. Tôi nhìn bố, nhìn gương mặt ông mờ nhạt trong dòng nước mắt, máu trong cơ thể như đông cứng lại. Tôi không biết nữa, không biết phải làm sao mới gọi là đúng. Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Cuối cùng tôi không thể đưa ra câu trả lời được hay không được, chậm chạp xoay người bước đi. So với sự che giấu của bố, so với sự oan ức của bản thân, hình như còn có một thứ gì đó đáng sợ khiến tôi đau lòng hơn tất cả. Nghĩ về khoảng thời gian chung sống cùng Hoàng, nghĩ về ngày hai đứa kết hôn, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của anh, nghĩ về câu nói anh từng chửi rủa mình. Hóa ra thứ tôi đau lòng nhất đã tìm được lý do vì sao anh lại đồng ý lấy mình. Người ta kết hôn vì tình yêu, người ta kết hôn vì duyên phận, người ta kết hôn vì cảm thấy đối phương thích hợp. Còn anh kết hôn vì trả thù, vì muốn hủy diệt cuộc đời tôi để tôi không được hạnh phúc. Vết thương ngoài da còn có thể lành, vết thương trong lòng làm sao lành được đây? Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Tôi không biết mình đã bước đi bao nhiêu bước, chỉ thấy lối đi phía trước càng lúc càng tối đen. Cuối cùng tôi đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất lịm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bên tai tôi nghe thấy tiếng hét của bố tôi vang lên, Linh, Linh,
Con làm sao thế này? Mình ơi, mau giúp tôi, con Linh nó ngất xỉu rồi. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, trên tay đang truyền bình nước sắp chảy hết, giọng mẹ tôi cất lên. Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người sao rồi? Sao tự nhiên lại ngất xỉu như vậy? Tôi nhìn mẹ, đoán chắc là mẹ cũng không biết chuyện kia. Với tính khí của mẹ, sau khi biết chuyện nhất định sẽ giận bố. Tôi cười nhẹ đáp. Con không sao, chắc là bị suy nhược cơ thể thôi mẹ ạ. Trời ạ, con làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Những tối mẹ bảo con đi ngủ sớm, con không nghe lời mẹ sao? Con biết rồi, từ nay con sẽ chăm sóc sức khỏe hơn, mẹ không phải lo nhé. Cái miệng lúc nào cũng kêu mẹ không phải lo. Nhưng có bao giờ làm theo lời mẹ nói đâu. Thôi tối nay con cứ ở đây theo dõi thêm, giờ mẹ chạy ra ngoài cổng mua cháo gà cho con ăn nhé. Mẹ mua cho con bát phở bò, con muốn ăn phở bò. Ừ, thế nằm yên đấy đi, mẹ đi mua luôn. Dạ vâng. Sau khi mẹ tôi đi khỏi, một lát sau một chị y tá cũng tới giúp bình chuyển cho tôi xong hỏi thăm. Em thấy trong người thế nào rồi ạ? Dạ, em thấy ổn, hiện ổn rồi chị ạ. Vừa nãy chị đo huyết áp em hơi thấp, nhịp tim đập hơi nhanh, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Bình thường em có hay bị huyết áp thấp không? Dạ em cũng không để ý lắm. À dạo gần đây thì thỉnh thoảng em cũng bị chóng mặt, chân tay bủn rủn và hay nôn khan nữa. Chị y tá nghe tôi nói vậy thì liền dừng lại vài giây suy nghĩ gì đó rồi hỏi. Em có chồng rồi hả? Dạ vâng. Chị bầu hai đứa nhà chị đều có dấu hiệu vậy. Em thấy kinh nguyệt tháng này của em có chậm không? Nói đến kinh nguyệt tôi mới nhớ, hình như đã quá nửa tháng nay tôi không thấy kinh rồi. Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn chị y tá. Em chậm khoảng 15 ngày rồi chị ạ. Thế thì khả năng em có thai lại càng cao, chậm 15 ngày. Giờ siêu âm là bé đã vào tổ rồi đó. Nếu không, em cứ mua que thử trước xem sao. Tôi thất thần suy nghĩ vài giây, rồi lặng lẽ gật đầu. Nếu tôi có thai thật thì sao? Liệu Hoàng có chấp nhận đứa con này? Đặc biệt là trong cái hoàn cảnh éo le của chúng tôi hiện tại. Cả đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng, tôi vẫn không thể nhẫn tâm vì hạnh phúc của bản thân mình mà nói ra sự thật cho Hoàng biết. Tôi biết trên đời này sẽ chẳng có bí mật nào được giấu kín mãi. Suốt gần 2 năm nay, tôi cũng đã chịu sự oan ức quen rồi. Giờ giấu kín thêm một thời gian nữa, chắc có lẽ sẽ không sao. Sáng hôm sau, bác sĩ khám lại, thấy huyết áp và mọi thứ của tôi ổn cả, nên đã quyết định cho tôi xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Thấy tôi về nhà, bố nhìn tôi với vẻ đầy áy náy, mới qua một đêm không gặp thôi. Nhưng tôi thấy gương mặt ông có vẻ tiểu tụy, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ hơn. Linh, con được xuất viện về rồi hả? Tôi cố gắng tỏ vẻ bình thản gật đầu. Dạ vâng, con lên phòng nghỉ ngơi chút. Ừ, mà con đã ăn gì chưa? Con ăn rồi. Bố nay không phải đến công ty à? Bố có, lát bố mới đi. Tôi không nói gì nữa, chỉ gật đầu chào ông một cái rồi lên phòng. Nằm giường tôi lại nhớ đến lời chị y tá kia nói tối qua. Sau đó tôi không thể chờ đợi thêm nữa mà nhắn tin cho cái An. Ê, mày rảnh không? Tao có, sao thế? Tao bảo này, mua giúp tao cái que thử thai mang đến nhà bố mẹ tao, giúp tao nhé. Tao đang ở ngoại. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nên cái An khi nghe tôi nói thế, liền tức tốc chạy xe đi mua, rồi mang qua nhà cho tôi. Lúc đó đến nhà chỉ có mình tôi, nó há hốc mồm hỏi. Thế chậm bao nhiêu ngày rồi? Nửa tháng rồi đấy. Rồi ạ. Chậm nửa tháng mà giờ mới thử, mày đúng là gan lì quá đấy. Tao cũng không để ý, tao... Thôi thôi, không phải nói nhiều nữa, chạy ngay vào nhà vệ sinh thử cho tao. Kiểu này bầu là cái chắc rồi. Tôi nhận lấy que thử thai trên tay cái An. Nó không chỉ mua cho tôi một que, mà là đến tận 3 que cùng lúc. Khi que thử thai hiện lên 2 vạch đậm trong cốc nước tiểu, tôi cũng thấy mình không đứng vững nổi. Không ngờ trong bụng mình đang có một sinh linh bé bỏng, là giọt máu của tôi và anh. Tôi thẫn thờ đứng trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lâu. Bỗng dưng lại cảm thấy mông lung, đứa bé này xuất hiện trong một cuộc hôn nhân bế tắc. Lại nhất là khi tôi vừa phát hiện ra sự thật tàn nhẫn kia, vô thức tôi đưa tay sờ lên bụng mình. Niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ chưa từng có.
Tôi sợ con tôi sẽ không có sự thừa nhận của bố nó. Tôi sợ Hoàng sẽ chửi mắng xúc phạm mình, thậm chí là hiểu nhầm tôi cố tình có thai để ràng buộc anh, nhất là khi anh đang nghĩ tôi là kẻ đâm chết người anh yêu. Tự nhiên tôi sợ nhiều lắm, sợ đủ điều. Kệ An đứng ngoài chắc chờ tôi lâu quá nên đã tự mở cửa nhà vệ sinh xông vào hỏi. Sao rồi? Một vạch hay hai vạch, chờ mày sốt hết cả ruột. Tôi đưa ánh mắt hoang mang nhìn Kệ An, bàn tay run run đưa cho nó xem chiếc que thử thai có hai vạch đỏ chót. Kệ An cười tươi rói. Mày ơi, bầu thật rồi, chúc mừng mày nhé. Cả người tôi vẫn cứng đơ, chưa thốt nên lời. Kệ An thấy thế mới nhíu mày bảo. Sao mặt mày nghệt ra thế? Có con thì phải vui lên chứ. Tao không biết sao bây giờ. Còn Hầm, mày đang nghĩ đi đâu vậy? Đừng nói với tao là mày chưa muốn có con nhé. Không, không phải thế, kiểu tao vẫn hoang mang, không biết diễn tả cảm xúc sao cho đúng nữa. Thôi, không phải nghĩ nhiều nữa. Mày tin tao đi, mày mà nói chuyện này cho ông Hoàng biết, kiểu gì tình cảm của mày với ông ấy cũng tăng lên vài phần khăng khít. Tôi làm sao mà có thể nói cho cái An biết hết sự thật chồng mình ngay từ đầu đã không muốn có con với mình, càng không thể nói lý do bắt đầu cuộc hôn nhân oan nghiệt này. Cuối cùng, tôi chỉ biết gật đầu đáp. Ta biết rồi, nhưng mà chuyện này mày khoan hãy nói cho ai biết nhé, kể cả bố mẹ tao. Sao vậy? Tôi phải nói dối, tao muốn cho mọi người bất ngờ. Rồi, ok luôn. À, mai kia đi siêu âm đi, xem em bé đã vào tổ chưa, rồi còn mua vitamin tổng hợp uống nữa. Ừ, ta biết rồi. Kệ An ngồi chơi với tôi đến trưa mới ra về. Tôi và mẹ giữ nó ở lại ăn cơm, nhưng nó nhất quyết không chịu ở. Tôi đem chiếc que thử thai hai vạch cất gọn trong ngăn kéo túi xách xong xuôi, rồi mới xuống nhà ăn cơm. Ngày hôm sau thứ hai, nhưng tôi vẫn xin nghỉ làm thêm một ngày. Chiều hôm đó, tôi lái xe đi đến phòng khám tư gần nhà nhất để siêu âm. Bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng tôi, theo dõi một hồi trên màn hình rồi bảo, thai được 5 tuần 1 ngày, đã vào buồng tử cung rồi em nhé. Em nhìn cái túi thai tròn tròn trên màn hình trước mặt, bên cạnh là túi noãn hoàng. Thế này khoảng tuần nữa, em đi siêu âm lại là sẽ thấy tim thai. Tôi ngơ ngác nhìn lên màn hình TV trước mặt, một cảm giác yêu thương vô bờ ùa về. Có lẽ đây chính là thứ tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử. Dẫu sinh mạng nhỏ nhoi này đến vào lúc tôi đang cảm thấy bế tắc nhất, nhưng biết đâu lại là sợi dây liên kết thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi lại, như lời cái An nói thì sao. Nghĩ vậy, tôi lại càng có niềm tin để nói cho Hoàng biết về sự tồn tại của đứa nhỏ. Rời khỏi phòng khám, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời thu trong xanh, cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng được chút ánh dương. Tôi không lái xe về nhà mà lại rẽ qua cửa hàng tạp hóa mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ mồ côi đang sống trong một ngôi chùa gần đây. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới quay lại thăm lũ nhỏ, mà sau khi nhìn thấy tôi, lũ nhỏ liền mừng rỡ xả vào lòng. Có bé còn nhớ cả tên tôi nữa. Sau khi chia quà cho lũ nhỏ xong, tôi hỏi một bạn trẻ lớn nhất trong đó. Sư cô đâu rồi con? Dạ sư ở nhà sau cô ạ. Các con đi chơi nhé, cô ra chào sư cô một tiếng. Dạ vâng ạ. Lúc tôi ra đến nơi thì thấy sư cô đang ngồi nói chuyện với ai đó. Người đó quay lưng ra ngoài nhưng nhìn lại rất giống bóng dáng chồng tôi. Tôi nghĩ bụng chắc không phải anh đâu, vì giờ anh đang công tác bên Hàn cơ mà. Cho tới khi giọng người đó vang lên khiến bản chân tôi đang bước phải khựng lại. Còn không biết làm sao nữa sư ạ. Còn bé đã mất hơn 2 năm rồi, còn vẫn chưa buông bỏ được sao? Chồng tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời. Hôm nay là sinh nhật cô ấy và cũng là ngày giỗ của cô ấy. Nhiều lúc con không thể tin nổi cô gái ấy đã rời xa con thật rồi. Cô ấy là mối tình đầu của con. Cô ấy dạy con biết thế nào là yêu một người, dạy con biết thế nào là quan tâm một người. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy mãi đẹp trong ký ức của con. Đáng tiếc là nụ cười ấy chỉ dừng lại ở tuổi 23. Chồng tôi vốn là tuýp người khô khan, vậy mà hôm nay anh lại bày tỏ tình cảm của mình cho người khác nghe bằng những lời lẽ rất hòa mỹ dành cho người con gái anh yêu. Lúc này tôi càng cảm nhận rõ
Anh yêu cô ấy đến nhường nào? Chắc hẳn mối tình của hai người rất đẹp. Chỉ là sau khi nghe những lời này, lồng ngực tôi đau nhói như bị ai thít chặt. Sau đó sư cô lên tiếng trả lời. Câu chuyện tình yêu của con và con bé, sư hiểu rất rõ. Sư cũng rất buồn vì sự ra đi của một cô bé xinh đẹp, giàu lòng nhân hậu. Nhưng con à, con phải buông bỏ được quá khứ thì mới có thể sống hạnh phúc ở tương lai được. Hạnh phúc sao? Chồng tôi cười nhạt. Thù hận chỉ là cái trước mắt, không thể nuôi sống con, mang đến cho con những điều tốt đẹp. Vậy cố chấp giữ nó trong lòng thì có ích gì? Mọi thứ trên đời là bất biến, đau khổ đến mức nào rồi cũng sẽ qua. Hãy để đôi mắt ngắm nhìn những điều tốt đẹp, đừng chất chứa trong đó ngọn lửa hận thù tăm tối. Ta biết con đang có rất nhiều mâu thuẫn trong lòng, thậm chí là hối hận về sự lựa chọn năm đó. Gần 2 năm kết hôn, con thấy sao? Con có thấy hả hê được không khi nhìn thấy người đó đau khổ, và con có thấy hoang mang về những nghi ngờ của mình không? Con, ta vẫn mong con mở lòng mình ra để nhìn sự thật. Đơn giản bây giờ, ta hỏi con, nếu một ngày nào đó đứa bé giữa con và cô ấy xuất hiện, con sẽ có cảm giác như thế nào? Khoảnh khắc nghe sư cô nói đến đứa bé, nhịp tim trong tôi tăng vọt như đánh trống trong lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu để lắng nghe suy nghĩ của chồng mình, và cũng có thể suy nghĩ này sẽ quyết định tương lai của ba người chúng tôi. Ngay từ đầu, con không hề muốn có bất kỳ đứa con chung nào với cô ấy. Thậm chí nếu không ai có con, cũng không muốn đứa bé tồn tại. Con lấy cô ấy chỉ vì mục đích là để hành hạ và trả thù. Nhưng nói đến đây thì chồng tôi đột nhiên dừng lại. Sau khi nghe được câu trả lời, tôi đau lòng đến mức không thể kiên nhẫn đứng nghe tiếp được nữa. Tôi quay mặt bước đi, bước thật nhanh qua lối sau vườn. Tôi cho rằng việc đi nhanh sẽ khiến trái tim tôi bớt đau, nhưng những câu nói vừa nãy của Hoàng đè nặng xuống trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Tuyệt tình chặt đứt mọi hy vọng mơ hồ trong tôi về một gia đình hạnh phúc. Bé con của mẹ à, mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cả bố lẫn mẹ rồi. Ngày hôm ấy, tôi đã không biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng đi trên con đường tấp nập thường ngày mà tôi cứ ngỡ như bị cô lập giữa một sa mạc lớn. Từng cơn gió se se lạnh thổi qua, từng thớ da thớ thịt. Tôi ước lạnh thêm một chút nữa cũng được, thậm chí là lạnh ngắt càng tốt, vì biết đâu nó có thể làm đông cứng mọi cảm xúc, khiến tôi không còn cảm thấy bi thương. Lúc chiếc xe dừng lại là tôi đang đứng trước cổng nhà chồng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại lái xe về đây nữa. Khi tôi còn đang thất thần nhìn về phía ngôi nhà thì giọng cô Hòa vang lên. Ủa, mợ Linh, mợ về rồi hả? Sao mợ còn chưa vào nhà? Tôi nhìn cô Hòa, thấy cô đang hai tay xách hai bịch lớn đồ gì đó từ trong nhà bước ra. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh thường ngày mà trả lời. Dạ vâng, cháu vừa về đến nhà mà cô xách hai cái túi gì mà nhiều vậy? À, nay tôi dọn dẹp tổng vệ sinh lại nhà cửa mợ ạ. Khổ, cái căn phòng trên tầng 4 bình thường cậu không cho tôi động đến, nay dọn tới thấy mấy con chuột chết trong đó sợ quá. Cô Hoa nói, tôi mới nhớ ở trên tầng 4 nhà tôi có một căn phòng mà từ hồi tôi kết hôn tới giờ chưa một lần đặt chân đến, vì ở căn phòng đó chỉ có chồng tôi được phép vào, và anh cũng đã giữ chìa khóa duy nhất. Hồi mới cưới, tôi thấy anh mỗi lần về nhà trong tình trạng say rượu là sẽ đi lên căn phòng đó. Độ nửa năm gần đây, hình như anh ít lên hẳn. Trước kia, tôi cũng không quan tâm cho lắm, vì cả hai đã thống nhất sẽ không quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau. Bây giờ, sau khi phát hiện ra tất thảy những bí mật đau lòng kia, tôi lại tò mò, muốn tìm hiểu một lần nữa, xem căn phòng đó có gì. Tôi hỏi cô Hoa, cô đã khóa cửa phòng chưa ạ? Chưa mở ạ, tôi đang mở cửa phòng cho thoáng, cho bay hết mùi đi đã. Mà sao hôm nay cô lại được dọn dẹp phòng đó vậy ạ? À, thì trước khi cậu Hoàng đi công tác có đưa chìa khóa phòng cho tôi, kêu sau khi mợ về nhà ngoại thì dọn dẹp phòng đó giúp cậu. Tôi lù bù quá quên mất, cũng may là cậu chưa về. Dạ vâng, thế cô đi vất rác đi, cháu vào trong nhà trước đây. À, thế mợ ăn gì để tôi chuẩn bị bữa tối? Gì cũng được ạ.
Sau khi bước vào trong nhà, tôi liền đặt túi xách xuống bàn, rồi sau đó bấm thang máy di chuyển lên thẳng tầng 4. Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc căn phòng kia đập thẳng vào mắt tôi. Lúc bước chân tới gần cửa phòng, tôi có chút lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Nói đúng hơn là tôi sợ tìm ra thứ gì đó sẽ khiến mình đau lòng hơn ở trong căn phòng này. Tôi sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng nổi mà gục ngã. Sau một hồi đắn đo do dự, cuối cùng tôi cũng dứt khoát đặt chân bước vào căn phòng đầu tiên mình bước đến trong ngôi nhà đã gắn bó 2 năm qua. Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Thoạt nhìn, mọi thứ từ bài trí tới nội thất chẳng khác với những phòng khác là bao. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Nhìn kỹ mới phát hiện nó rất giống với phòng ngủ của chúng tôi. Tôi thấy ở gần khung cửa sổ có một chiếc ghế và chiếc tủ gỗ. Tự nhiên nhìn chiếc ghế đó trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng chồng mình ngồi đó đăm chiêu nghĩ hàng đêm. Nghĩ vậy, lồng ngực tôi bỗng chốc lại nhói lên một cái đầy đau buốt. Sau một hồi quan sát, tôi thấy nó chẳng có gì khác lạ, liền muốn rời đi. Nhưng ngày sau đó, dường như có một thứ gì đó níu giữ tôi ở lại, thôi thúc tôi tiến về chiếc tủ kia. Tôi chậm rãi kéo ngăn kéo tủ thứ nhất, đập vào mắt tôi là bộ hồ sơ mang tên Vũ Tuệ Linh. Bên trong bộ hồ sơ ấy có rất nhiều thông tin của tôi từ bé đến lớn, bao gồm thêm vài bức ảnh. Tôi không biết rõ cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ thấy cổ họng đầy vị đắng chát. Hóa ra để chuẩn bị cho một cuộc sống khiến tôi đau khổ, anh đã mất công như thế. Trên đời này có ngàn vạn cách trả thù, nhưng tôi phải công nhận cách trả thù của anh chẳng giống ai như con người của anh vậy. Lấy một người mà anh rất hận, chắc có lẽ anh cũng chẳng thoải mái gì. Tôi lại nhớ đến những ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén của anh dành cho mình. Lục phủ ngũ tạng trong tôi cũng muốn đảo ngược theo mảnh ký ức đó. Tôi rơi nước mắt. Trịnh Minh Hoàng, anh thành công rực rỡ trên con đường trả thù của mình rồi đấy. Thân thể tôi không đầy thương tích, nhưng trái tim tôi đã nát vụn vì yêu anh. Và tôi tự hỏi, nếu sau này khi anh phát hiện ra sự thật, anh có hối hận khi đã phá hủy cuộc đời một cô gái vô tội như tôi không? Cất gọn bộ hồ sơ trả lại chỗ cũ, tôi tiếp tục mở ngăn kéo thứ hai. Ở trong ngăn kéo này có thứ khiến tôi đau lòng như muốn chết đi sống lại. Đó là những bức ảnh của anh và người con gái anh yêu. Hai người cứ như một cặp trời sinh đứng trước một nhà thờ của Pháp, chim bồ câu bay lượn xung quanh. Người con gái ấy mặc chiếc váy màu trắng, gương mặt xinh đẹp, ngước nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình như đang nhìn người chồng trong đám cưới. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đem hết thảy sự dịu dàng vào trong ánh mắt dành cho cô ấy, cái nhìn đầy yêu thương. Những bức ảnh tiếp theo và tiếp theo nữa đều vậy, chỉ là khác địa điểm chụp, khác trang phục mặc, còn ánh mắt hai người trao cho nhau trước sau như một, giống kiểu nguyện đời đời kiếp kiếp không xa rời. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người ta, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy mình như bị rơi vào hố sâu của đau khổ, đau đến mức chỉ muốn móc trái tim này ra xem nó có gì mà khiến tôi đau như thế. Nhưng có một điều tôi phải công nhận, nhờ có cô ấy mà tôi mới chứng kiến được dáng vẻ dịu dàng như nước mùa xuân của chồng mình. Lật qua hết những bức ảnh là tôi thấy một cuốn sổ nhật ký. Trong nhật ký, chồng tôi viết rất nhiều, càng đọc, dòng chữ càng nhòe đi trong hai hàng nước mắt. Ngày 20 tháng 10, XX, ngày mà cô gái của anh được làm thiên thần, ngày mà anh cảm thấy chẳng có gì đáng sợ hơn cái cảm giác lúc này. Hai đứa bên nhau trọn đời, đã hứa đi cùng nhau suốt kiếp, mà cớ sao lại nhẫn tâm bỏ lại anh một mình. Em thật ác, thật tàn nhẫn. Ngày 26 tháng 10, XX, nơi anh bây giờ đang là 12 giờ đêm. Trời mưa se lạnh, còn nơi em có nắng không? À không, nụ cười của em chính là ánh nắng rồi. Dù nhớ anh thì cũng phải cười nhiều lên nhé. 29 tháng 11, XX, người khiến cô gái của anh phải rời xa thế giới tươi đẹp này đã nhận tội, đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng anh không tin, anh nhất định sẽ khiến kẻ thật sự phải trả cái giá đắt nhất. À quên, nghe anh dặn nè, từ nay trở đi sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, chẳng có ai vỗ về
Mỗi khi em buồn, sẽ chẳng có ai chúc em ngủ ngon mỗi tối. Bởi vậy, phải mạnh mẽ lên nhé, cô gái của anh. Ngày 10 tháng 3, XX. Cái giá phải trả cho một người khiến em rời xa thế giới này không phải một chốc một lát là xong. 5, 10 hay 20 năm tù cũng không thể bù đắp lại được tất cả. Anh muốn kẻ đó phải đau khổ cả một đời. Đừng giận anh nhé. Đừng nghĩ anh kết hôn vì đã hết yêu em rồi. Trong tim anh chỉ có duy nhất mình em. Tất cả những gì thuộc về em mãi trong tim anh và chắc chắn sẽ không bao giờ xa. Mỗi lúc tôi càng thấy trái tim mình đau đớn, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Tình yêu của anh dành cho cô ấy như tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Một tình yêu rất đẹp, nhưng đáng tiếc không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Tình yêu ấy đẹp đến mức dù là ai cũng có cảm giác không thể chen chân vào và không ngoại trừ tôi. Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là bị phản bội sau một thời gian rất yêu. Đau khổ nhất chính là cả đời này mình có cố gắng đến đâu thì mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở ba chữ yêu đơn phương. Người ấy dạy mình biết thế nào là yêu nhưng không yêu mình. Người ấy trao cho mình hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về mình. Cũng đã đến lúc chấp nhận thôi. Đau khổ đến đây xin dừng lại được rồi. Tôi chấp nhận. Tôi thua. Tôi chấp nhận giữa tôi và anh như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng. Tôi chấp nhận, dù tôi yêu anh đến điên cuồng, thì tôi cũng không thể làm nữ phụ trong câu chuyện tình đẹp của người khác. Cất lại mọi thứ gọn gàng như lúc ban đầu, tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Lúc tôi xuống dưới nhà thì cô Hoa bảo, mợ đi đâu vậy? Tôi tìm mợ nãy giờ. Tôi thấy điện thoại mợ reo lên liên tục ấy. Dạ vâng. Mợ, mợ khóc à? Tôi vội vàng đưa tay chạm lên khóe mắt cười gượng đáp, không có. Chắc bụi bay vào mắt thôi ạ. Nói xong tôi liền cúi người xuống, lấy cái điện thoại trong túi xách ra. Kiểm tra cuộc gọi nhỡ, tôi thấy số điện thoại của mẹ mình gọi đến, tôi nhanh chóng gọi lại. Mẹ gọi con ạ? Ừ, tại mẹ thấy con đi lâu chưa về, nên sốt ruột gọi. Con mới ốm dậy xong, tối đến giường xuống về nhà sớm, không lại cảm lạnh. Con quên không bảo mẹ, con về bên nhà con rồi, tối nay bố mẹ cứ ăn cơm trước đi nhé. Không cần chờ con. Thế thằng Hoàng về rồi à? Tôi nghẹn ngào đáp. Dạ vâng. Ừ, thế thì mẹ yên tâm rồi. Mà mai con ăn gà ác nữa không? Mẹ hầm xong mẹ đem qua. Dạ thôi, mai con đi làm rồi. Đã khỏe hẳn chưa mà đi làm? Rồi mẹ, mẹ đừng lo nhé. Nói xong tôi thở dài tắt máy. Buổi tối cô Hòa dọn cơm, tôi cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lên phòng. Tôi nằm giường, chỉ muốn bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Vì chỉ khi tôi ngủ mới thôi suy nghĩ. Cuối cùng tôi gạt hết mọi đau khổ đang hoành hành trong cơ thể. Tôi lấy điện thoại vào Google tra ra từng mốc trong thai kỳ. Em bé của tôi bây giờ đang ở mốc 5 tuần tuổi. Hình dạng trông chỉ giống một chú nòng nọc nhỏ, bé như một hạt cam. Cứ nghĩ đến 8 tháng nữa thôi, tôi sẽ được ôm trong tay một hoàng tử hoặc một công chúa, là mọi băng giá trong lòng như dần tan biến hết. Người ta nói cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Tôi liền đưa tay sờ xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình nói nhỏ. Mẹ xin lỗi bé con nhé. Mẹ không nên khóc nhiều như thế. Mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Sau này, dù cho bất kể chuyện gì xảy ra thì mọi thứ đều không quan trọng bằng con. Hai mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả, có đúng không? Tôi nằm đó tự dặn lòng, tự nói với con rất nhiều, cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu, tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, khi tôi còn đang chìm vào giấc ngủ say, thì bỗng nhiên tôi cảm giác như có bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình. Mới đầu, cảm giác rất mơ hồ, nhưng cho tới khi càng cảm nhận rõ ràng, thì tôi mới mở mắt ra nhìn. Tôi thấy gương mặt chồng mình ở trước mặt mình, bàn tay anh cũng chợt khựng lại trên không trung. Hoàng chủ động lên tiếng, cô về bao giờ? Cảm giác biết hết sự thật nhưng lại cố gắng tỏ ra mình không biết gì, giống như có ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Tôi bình thản nói dối một lý do. Hồi gần tối tôi về lấy ít đồ, cô Hòa nấu cơm tối tiện tôi ở lại luôn. Còn anh về khi nào? Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi ngay, qua một lúc anh mới đáp, trưa nay.
Tôi thử hỏi dò, tôi tưởng anh đi một tuần cơ mà, bây giờ mới được 4 ngày, có chuyện gì phải về sớm hơn dự kiến à? Xong việc sớm hơn dự kiến. Tôi biết trước, đó chỉ là một lý do tạm bợ của anh, nhưng cớ sao nghe xong tim tôi như thắt lại. Tôi gượng cười đáp, vậy anh cũng đi nghỉ sớm đi, tôi ngủ tiếp đây. Ừ, câu sau đó tôi không biết tôi có nghe nhầm không, mà đã nghe được 2 chữ ngủ ngon, nho nhỏ từ miệng anh phát ra. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, hàng ngày tôi vẫn cố gắng đi làm như bình thường. Tối về gặp chồng cũng chỉ nói dăm 3 câu, rồi tôi lại leo lên giường ngủ trước. Tuy vậy mà mỗi lần đối diện với anh, nằm bên cạnh anh lại khiến tôi ngột ngạt hơn bình thường. Cảm giác mọi không khí trong phòng đã bị anh chiếm đoạt hoàn toàn, khiến tôi thở thôi cũng mệt. Mỗi lần nhắm mắt vào, từng lời nói của anh với sư cô hôm ấy, từng dòng nhật ký anh viết lại hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Người tôi như có một quả bom nổ chậm gài sẵn bên mình, bất cứ lúc nào nó cũng có thể nổ tung. Tôi không biết cứ với tình trạng này tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào. Nhiều lúc tôi muốn kết thúc tình cảnh khốn cùng này ngay lập tức, thà đau một lúc còn hơn đau cả đời. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể tìm được một lý do thích hợp. Hơn nữa chưa chắc Hoàng sẽ chịu buông tha cho tôi. Tôi cũng sợ khi mình mang bầu trước bụng ngày một lớn lên sẽ không thể che giấu nổi nữa. Tôi sợ anh sẽ nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mệnh nhỏ bé này như lời anh từng nói. Và cứ như cho tới một hôm, khi tôi đang ngủ say thì tự nhiên cơ thể nặng trĩu, tôi giật mình tỉnh giấc, quay đầu lại. Tôi phát hiện Hoàng đang ôm vai tôi từ phía sau, bàn tay anh ôm chặt lấy người tôi, rồi nhẹ nhàng di chuyển. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một nụ hôn ấm áp đã đặt xuống môi tôi. Anh hôn tôi rất mãnh liệt, tôi nhất thời cứng đờ lại, không biết đáp trả làm sao. Tôi chỉ biết lặng yên mà đón nhận. Đứng trước mặt người đàn ông này, mọi lý trí như hóa thành tro bụi. Để tôi mềm lòng một chút thôi có được không? Để tôi buông thả cùng anh nốt những giây phút ngắn ngủi còn lại có được không? Bên ngoài, những tán cây đang xào xạc trong gió, ở khóe mắt tôi vẫn lặng lẽ đang rơi từng giọt nước mắt. Cho đến khi Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi vội vã lau những giọt nước mắt. Trái tim tôi đang đau tới rỉ máu. Câu nói ngay từ đầu còn không hề muốn có bất kỳ một đứa con chung nào với cô ấy. Thậm chí nếu không may có con cũng không muốn đứa bé tồn tại. Còn lấy cô ấy chỉ vì mục đích là để hành hạ và trả thù, vang vọng trong đầu khiến tôi đã quyết tâm đi đến một quyết định quan trọng. Tôi đưa tay mình chủ động ôm lấy anh, cổ họng chủ động nói những lời Thịnh, em yêu anh. Đang trong cơn say tình ái, động tác của Hoàng khựng lại ngay tức thì. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt tròn xoe như không thể tin nổi. 4 chữ Thịnh, em yêu anh được tôi cố ý phát ra rất rõ ràng. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó mình lại nói được dõng dạc như thế. Hoàng rời khỏi tôi, tức giận bóp chặt lấy hai bả vai tôi, lôi tôi ngồi dậy. Anh gằn giọng, cô vừa nói gì? Tôi nhìn anh lạnh lùng đáp, tôi nói gì sao? Cô có biết cô vừa gọi tên thằng khác khi đang ở với tôi không? Nói đến đây, tôi thấy hai mắt anh bỗng đỏ hoe, bàn tay anh siết lấy hai bả vai tôi mỗi lúc một mạnh, khiến tôi phần nào hiểu rõ sự tức giận trong anh. Tôi trả lời anh bằng giọng bất cần. Nếu anh đã nghe thấy rồi, thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Bao lâu này, che giấu cảm xúc thật của mình tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nói thật, những lần gần gũi anh, tôi đều nghĩ tới Thịnh, thì tôi mới có thể có được khoái cảm. Chỉ là lần này tôi sơ ý không giấu nổi được tâm tư của mình thôi. Xin lỗi, được chưa? Những lời dõng dạc này của tôi khiến sắc mặt Hoàng càng thêm khó coi. Hàng lông mày cong lại, lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Có lẽ ngàn vạn lần, anh cũng không thể ngờ rằng trong hoàn cảnh này tôi lại gọi nhầm tên người đàn ông khác, nói yêu người đàn ông khác trước mặt anh. Thậm chí tôi còn thẳng thắn thừa nhận mà không phải là van xin hay giải thích. Mãi một lúc rất lâu sau, anh mới lên tiếng tra khảo tiếp. Cô thích chết à? Tại sao cô dám nói những lời này với tôi?
Tại sao tôi không thể nói đúng với lòng mình, không thể sống đúng với tình cảm của mình? Trịnh Minh Hoàng, anh tức giận với tôi làm gì? Ông ăn trả thì bà ăn nem. Anh yêu người khác thì tôi cũng có người để mình yêu. Chẳng lẽ anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, còn tôi thì không được. Anh thấy như vậy có phải không công bằng với tôi không? Không công bằng. Hoàng nói xong khóe môi liền nở ra nụ cười lạnh nhạt. Anh nói tiếp, những lời từ trong miệng cô nói ra thấy thật buồn cười. Chẳng lẽ anh tưởng mình anh có quyền được yêu, còn tôi thì không? Anh ích kỷ vừa thôi. À không, anh không chỉ ích kỷ mà còn tàn nhẫn. Gần 2 năm nay, anh luôn miệng nói tôi muốn làm gì thì làm, nhưng nếu tôi không làm theo ý anh thì anh liền nổi giận chửi rủa tôi. Hoàng à, tôi không phải cái cỗ máy, tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc của riêng tôi. Tôi không thể cả đời này chịu đựng sống chung với một người mình không có tình cảm. Làm ơn đừng nhốt tôi như một con chim cảnh của anh nữa, tôi bị anh giày vò sắp phát điên rồi. Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt gần như có thể ăn tươi nuốt sống tôi, mà tôi cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng anh. Trong khoảnh khắc không khí như ngưng đọng lại, rồi bàn tay anh bất ngờ buông thõng xuống. Vẻ mặt kia ngoài sự căm phẫn ra thì tôi còn có thể thấy được vẻ mặt của sự bàng hoàng sửng sốt và hình như có cả sự đau lòng. Khóe môi anh mấp máy định nói gì nhưng rồi cũng không thể nói nổi, lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng anh không chửi rủa, không đánh đập, lặng lẽ gom bộ quần áo dưới sàn nhà rồi xoay người bỏ đi. Khi Hoàng đi khuất rồi, tôi cũng không thể kiên cường diễn với vẻ mặt lạnh lùng được nữa. Giọt nước mắt trong tôi bắt đầu chảy dài, chảy xối xả như thác lũ. Mục đích của tôi đã hoàn thành, mà cớ sao tôi lại đau lòng như chết đi sống lại thế này? Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi khi rời đi khiến tôi bị ám ảnh. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Lồng ngực tôi như có ai đó bóp chặt, đến thở cũng khó nhọc. Hóa ra, việc từ bỏ một người mình rất yêu không dễ dàng như tôi tưởng. Tôi đưa tay sờ xuống bụng mình tự dặn lòng, khó khăn rồi sẽ qua đi thôi. Cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương, mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Khóc chán chê, khóc đến khi cảm giác không còn nước mắt để khóc, tôi mới đứng dậy, thu dọn lại đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, sau đó lững thững đi vào nhà vệ sinh. Cuối cùng cho tới khi gần sáng, tôi mới có thể chợp mắt được một chút. Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hai mắt vừa thâm vừa sưng khiến tôi phải dặm bao nhiêu lớp phấn phủ mới có thể che đi được chút ít. Tôi định sẽ không ăn sáng mà đi đến công ty luôn, nhưng lúc bước ra tới cửa, cô Hòa liền gọi lại. Mợ, bữa sáng tôi nấu xong rồi, mợ không ăn sao? Dạ cháu không, cô ăn đi nhé. Tôi nấu nhiều mà, sáng nay cậu mợ cùng không ăn vậy. Đêm qua tôi tỉnh giấc, thấy cậu lái xe đi mà bây giờ chưa thấy về. Dạ vâng, cháu đi làm đây. Quả nhiên tâm trạng không tốt nên ngày hôm ấy tôi làm gì cũng không yên. Có một cái báo cáo mà tôi phải sửa đi sửa lại nhiều lần, đến nỗi Thịnh phải hỏi tôi. Linh, em mệt hả? Dạ không có ạ. Anh thấy sắc mặt em không tốt, nếu em mệt thì có thể xin nghỉ 1-2 hôm nghỉ ngơi. Công ty đợt này cũng không quá nhiều việc, em đừng lo. Dạ vâng, để em xem sao ạ. Ừ, làm gì thì làm sức khỏe vẫn là hàng đầu. Mùa này dịch cúm nhiều lắm, em uống nhiều nước cam cho tăng sức đề kháng. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Mấy ngày này, dù sống chung trong một ngôi nhà, nhưng tôi và Hoàng cũng không hề chạm mặt nhau. Anh không ăn cơm nhà, cũng không ngủ ở nhà. Hình như anh không về nhà, hoặc là tranh thủ về lúc nhát, tôi cũng chẳng rõ. Lòng tôi đầy đau đớn. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, vì có khi cái ngày chúng tôi giải thoát cho nhau cũng sắp đến rồi. Chủ nhật được nghỉ làm, tôi rủ cái An đi siêu âm cùng mình. Em bé của tôi lúc này đã được 6 tuần rưỡi. Các bác sĩ nói em đã có tim thai, nhịp tim 145 nhịp một phút. Sau khi siêu âm xong, tôi hỏi cái An, nhà mày giờ này có ai ở nhà không? Không, bố mẹ tao đi về quê ăn cưới hết rồi. Thế ra chợ mua ít đồ rồi về nhà mày nấu cơm ăn đi. Eo, hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tao ăn cơm cơ đấy. Thế được không?
Được, tất nhiên là được chứ. Chẳng mấy khi rồng mới đến nhà Tôm. Thế hôm nay rồng muốn ăn gì để Tôm phục vụ? Ăn mấy món đơn giản, ít dầu mỡ thôi, không ngấy lắm. Ok baby. Nói xong cái An chở tôi qua chợ mua ít đồ, rồi chạy sang nhà nó nấu cơm. Bữa ăn hôm nay đơn giản không cầu kỳ, nhưng lại là bữa ăn tôi cảm thấy ngon miệng nhất trong thời gian vừa qua. Đang ăn cái Hoa hỏi. Quên không hỏi mày, thế đã nói chuyện mang bầu cho ông Hoàng biết chưa? Tôi buột miệng đáp. Đằng nào sắp ly hôn, nói làm gì nữa? Cái An nghe xong liền đặt đôi đũa trên tay xuống, tròn xoay hai mắt nhìn tôi như kiểu đang cố tiêu hóa lời tôi vừa nói. Xong nó bảo, hâm à, đang yên đang lành sao lại ly hôn? Tôi nhìn cái An, tự nhiên cái cảm giác tủi thân kéo đến khiến sống mũi tôi cay xè. Mấy ngày qua phải gồng mình mạnh mẽ khiến tôi vô cùng mệt mỏi, như không thể kìm nén thêm được nữa. Tôi vừa rơi nước mắt vừa kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi đang trải qua, kể cả mối quan hệ của tôi và Hoàng hiện tại. Kể xong cho nó, lòng tôi như trút được cả một gánh nặng lớn. Đúng là có ai đó để tâm sự thật tốt hơn là phải giữ trong lòng muốn thối cả ruột gan. Cái An nghe xong, hai mắt cũng đỏ hoe nhìn tôi. Nó không mắng mỏ như mọi ngày, lặng lẽ đứng dậy đi về phía tôi, ôm tôi một cái động viên. Trời ơi, mày ngốc quá đấy, chuyện như vậy mà sao lại giấu tao? Sao mày khổ tâm thế hả Linh? An ơi, tao mệt quá. Mệt quá rồi. Nhiều lúc tao không biết lựa chọn của tao có phải là đúng không nữa. Đúng, rất đúng. Riêng chuyện gì tao không ủng hộ, chứ sống bên một người như vậy không khác gì hàng ngày hít những liều thuốc độc cả. Rồi mai sau cuộc sống của tao sẽ tốt lên đúng không? Tất nhiên rồi, mày sống tốt như vậy trời xanh ắt tự an bài. Tao không ủng hộ hành động ông Hoàng, nhưng tao càng không ủng hộ chuyện bố mày làm. Rồi bố mày cầu xin mày như vậy, ông không sợ mày đau lòng sao? Mới đầu biết tao cũng sốc lắm. Những chuyện kinh hoàng liên tiếp dồn dập đến khiến tao lắm lúc muốn tắt thở. Dù thế nào, bây giờ cũng phải tự an ủi mình, không cho phép mình gục ngã biết chưa? Bên cạnh mày luôn có tao và cả bé con trong bụng nữa. Linh, mà tao biết giỏi lắm, tao tin mày làm được. Cảm ơn mày nhé, không giận tao khi giấu mày nhiều chuyện à? Giận gì, thường mày còn không hết, sao đỡ giận mày được? Tao cứ nghĩ cuộc sống mày màu hồng, đếch ai ngờ là hồng chấm bi. Bởi vậy, mày không được nói chuyện tao mang bầu cho ai biết đâu nhé. Tao đang tính nếu thuận lợi ly hôn thì tao sẽ rời xa đây một thời gian để ổn định lại tâm trạng và ổn định lại cuộc sống. Ừ, tao chỉ lo với bản tính chiếm hữu của ông Hoàng, và ông ấy lại đang muốn trả thù mày như thế. Ông ấy sẽ không chịu buông tha cho mày. Thậm chí sau những lời nói của mày hôm ấy thì ông ấy còn hành hạ mày hơn. Tao không biết nữa, nhưng tao linh cảm lần này sẽ được thôi. Hai đứa tôi ngồi ôm nhau khóc tu tu đến đầu giờ chiều. 3 giờ chiều tôi định ra về thì nó rủ tôi đi ăn kem ly. Lúc chúng tôi đến quán kem, đập thẳng vào mắt tôi là cảnh tượng gia đình 3 người hạnh phúc bên nhau. Tự nhiên nhìn cảnh này khiến tôi có chút nhói đau khi nghĩ về tương lai của mình. Suốt từ lúc đó, ngồi thưởng thức từng miếng kem thơm mát và ngọt ngào, nhưng cớ sao cả miệng tôi đều là vị chua chát. Tôi muốn ăn thật nhiều miếng để xua tan vị chua chát trong miệng, nhưng nó chẳng thấm thía là bao. À, thì ra vị chua chát ấy xông lên từ đáy lòng. Cái An nhìn tôi một chốc một lát lại thở dài. Đổi quán khác nhé, chứ nãy giờ mày toàn nhìn gia đình người ta rồi mặt nghẹt ra như đứa vô hồn ấy. Hầm, sao phải đổi quán? Ra đường gặp cảnh này cũng không thiếu, chẳng lẽ vì thế mà không ra đường nữa à? Thế cười cái cho xinh nào. Tôi khẽ nở ra nụ cười với cái An. Nó nhíu mày trêu. Nụ cười gì mà nhạt nhẽo như thiếu cả tấn muối thế hả? Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bất ngờ thấy Thịnh đang bước đến. Tôi chuyển hướng bảo, ờ, anh Thịnh kìa. Cái An nghe đến tên Thịnh liền ngoái đầu lại nhìn rồi gọi lớn, anh Thịnh. Thịnh ngước mắt lên nhìn về hướng chúng tôi, khóe môi khẽ nở ra nụ cười nhẹ. Hai em cũng đi ăn kem ở đây à? Dạ vâng, anh đi cùng ai vậy? Chủ quán là bạn anh, nên hôm nay anh đến đây có tí việc thôi. À, thì ra là vậy. Sau đó cái An còn nhiệt tình
mời Thịnh ngồi xuống ăn kem cùng chúng tôi nữa, mà anh cũng rất vui vẻ đồng ý. Thịnh tiện tay kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Anh bảo, tối qua anh gọi cho Linh mấy cuộc không được. Dạ, anh gọi em ấy ạ. Có chuyện gì vậy anh? Có báo cáo cần nộp lên sếp tổng gấp. Anh không biết em duyệt báo cáo chưa nên gọi hỏi em. Ôi, chắc điện thoại của em hết pin nên không sạc. Ở không sao, anh gọi cho Vân gửi báo cáo để anh duyệt rồi. Cảm ơn anh nhé. Có gì đâu, mà hai em ăn kem đi, không lại tan chảy hết. Từ lúc có Thịnh ngồi xuống, tôi cũng không dám bày ra bộ mặt đau khổ thất tình kia nữa. Tôi phải giấu nhẹm nó vào sâu trong lòng, rồi bình thản nở ra những nụ cười vui vẻ mà mọi người hay thấy ở tôi. Ba người chúng tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện. Khi đang nói dở chừng thì cái An có điện thoại phải chạy ra chỗ khác nghe. Bàn ăn lúc này chỉ còn tôi và Thịnh. Tôi vừa xúc miếng kem đưa lên miệng thì bất ngờ Thịnh đưa tay mình lau nhẹ khóe môi tôi. Anh cười bảo, ăn để phần chồng hả em? Tôi ngượng ngùng tròn xoe hai mắt nhìn anh, cuối cùng không biết nói gì, chỉ đành nở nụ cười chống chế. Sau đó tôi quay mặt nhìn ra ngoài đường. Đúng lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc tới lại sống lưng của Hoàng đang nhìn chằm chằm mình. Anh đứng ở cửa sổ nhà hàng hải sản đối diện với quán kem tôi đang ngồi. Tuy là hai quán khác nhau nhưng khoảng cách lại rất gần, gần đến nỗi có thể thấy rõ sắc mặt nhau như thế nào. Hoàng không nói gì, anh lặng lẽ xoay người bước đi, để lại tôi nhìn theo với chiếc bóng ngày càng khuất dần. Nhìn thấy mặt nhau sau mấy ngày không gặp, cảnh tượng đầu tiên lại trớ trêu như vậy. Điều đó càng khiến tôi như bị dao đâm. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt. Biết đâu đây sẽ là một lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ mong manh của chúng tôi. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Sau khi ăn kem xong thì cái An chở tôi về nhà. Buổi tối hôm ấy Hoàng cũng về từ rất sớm. Tôi cứ tưởng tượng sau cảnh tượng hôm nay, anh ấy nhìn thấy điều đầu tiên khi thấy mặt tôi là anh sẽ tra khảo như mọi lần. Nhưng không, anh đối diện với tôi một cách vô cùng bình tĩnh tới khó tin. Lúc cô Hoa dọn cơm xong, tôi định không ăn cơm mà lên phòng nghỉ trước. Ai ngờ Hoàng chủ động nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn, bữa cơm cuối. Bà tử, bữa cơm cuối khiến cả thế giới trong tôi như im lặng trong phút chốc. Cả người như chết lặng đi một hồi. Tôi quay đầu nhìn anh, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, mà tôi thấy anh gầy đi một chút. Các đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, như vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo vẫn không giảm bớt. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi lại, ý anh là sao? Ngồi xuống đi. Tôi không biết Hoàng định nói gì tiếp theo, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi đối diện anh. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng mà tôi lại có cảm giác xa xôi như mặt đất và bầu trời. Anh bảo tiếp, ăn cơm đi. Anh có gì thì nói luôn đi. Ăn cơm đi. Hoàng lớn tiếng nhắc lại lần hai. Tôi cứ như bị anh mê hoặc lý trí. Thấy anh cúi xuống ăn ngon lành đồ ăn trên bàn ăn, tôi cũng cầm đũa lên gắp từng món mà tôi yêu thích. Cả hai chúng tôi cứ thế im lặng ăn cho tới khi bữa ăn kết thúc. Hoàng chủ động lên tiếng, nói đi, anh muốn tôi nói gì? Sống với tôi cô ngột ngạt và muốn giải thoát lắm đúng không? Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Cuối cùng tôi trả lời anh bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết, như một kẻ đang tự thỏ tay bóp nát trái tim mình mà không còn chút đau đớn nào nữa. Phải, như vậy thì đã sao? Cuối cùng anh có chịu giải thoát cho tôi không? Nói xong tôi mới cảm thấy lúc này mình giống như một phạm nhân chờ phán quyết cuối cùng. Hoàng cũng nhìn tôi, ánh mắt hẳn lên tia màu đỏ, là đau đớn hay tức giận thì tôi không rõ. Được, vậy cô nói trước đi. Nói gì nữa? Ly hôn đi. Ừ, ly hôn đi. Tôi đồng ý, tôi thành toàn cho cô. Câu nói tôi đồng ý, tôi thành toàn cho cô vốn dĩ là câu nói tôi luôn mong chờ. Nhưng ở trong giây phút này đây, tôi lại cảm giác chính câu nói này như một chiếc dao vô tình cứa nát trái tim tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Thế giới của tôi dường như cũng chết lặng ở thời khắc đó. Tôi ngước mắt nhìn anh, là do tôi quá đau lòng nên nhìn cái gì cũng cảm thấy đau lòng giống mình hay sao? Mà tôi thấy đáy mắt anh hẳn lên tia đau đớn.
Tôi sợ bản thân mình đang rơi vào ảo tưởng nên nhanh chóng đưa mắt nhìn đi hướng khác, cười gượng đáp: "Cảm ơn anh, cuối cùng đã chịu giải thoát cho tôi, cho tôi được sống đúng với cuộc đời mình muốn. Nếu cả hai đã quyết định ly hôn rồi, thì tôi nghĩ mình cũng không nên ở lại đây nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà bố mẹ mình. Còn đơn ly hôn, anh cứ viết rồi gửi cho tôi là được." Hoàng vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt không rời như sao trên trời nhưng trăng dưới nước. Cuối cùng anh lạnh lùng trả lời: "Tùy cô." Nói xong, anh đứng dậy bước đi ra ngoài, vẫn dáng vẻ cao cao ấy, vẫn những bước đi cao ngạo ấy cho tới khi khuất hẳn vào màn đêm lạnh lẽo. Còn tôi cứ thẫn thờ ngồi đó, mở to mắt nhìn theo bóng dáng anh tới khi khuất hẳn. Khi anh đi khuất, tôi cũng đứng dậy lững thững đi lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nốt đêm nay thôi. Căn phòng từ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, rồi tới khi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ảnh cưới đang treo trên tường, tôi cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt và nụ cười của mình khi đó, dù gượng gạo nhưng chắc chắn còn đẹp hơn nụ cười tươi bây giờ. Chiếc váy cưới tôi mặc là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế người Ý mà Hoàng đặt riêng. Đám cưới không tình yêu, không phô trương, nhưng những gì diễn ra trong lễ cưới đều phải là hoàn hảo nhất. Cuối cùng, tôi cũng không thể kìm nén được nữa mà khóc nức nở. Dẫu kết cục này là tốt nhất cho tất cả, nhưng cớ sao lòng tôi vẫn như bị ai xé toạc. Đau, cơn đau từ sâu thẳm trong tim dâng lên, đau đến tuyệt vọng, đau đến tê tâm phế liệt. Hóa ra, việc chấp nhận buông tay một người mình rất yêu lại đau khổ hơn tôi tưởng. Cả cơ thể như bị lăng trì dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cả đêm ấy tôi không ngủ mà gấp gọn hết những đồ đạc của mình vào trong chiếc vali lớn. Ngày tôi đến đây mang theo thứ gì thì bây giờ ra đi như thế, không lấy thêm một bất kỳ vật dụng gì khác. Vừa gấp đồ, tôi vừa rơi nước mắt. Những giọt nước mắt trong màn đêm lạnh lẽo tựa như những hạt mưa bay giữa đêm đông lạnh giá. Khi nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau nhức, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời đang dần chuyển sáng. Những chiếc lá mờ mờ rơi xuống tựa như sợi dây tơ hồng của chúng tôi vừa đứt đoạn. Tôi đợi cho tới khi trời sáng hẳn mới đứng dậy thay một bộ đồ, chải tóc gọn gàng, dặm thêm ít phấn che đi bọng mắt đang sưng húp, rồi kéo vali bước ra khỏi căn phòng. Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn vì tôi sợ mình sẽ không kìm lòng nổi. Lúc tôi xuống dưới nhà thì cô Hoa đang dọn dẹp phòng khách. Gần 2 năm qua, tôi sống ở đây được cô Hoa chăm sóc tận tình, không khác gì một người mẹ. Đặc biệt nhất là khi tôi ốm đau trái gió trở trời, những bữa cơm cô nấu, những bát phở cô nấu chắc chắn sẽ làm tôi nhớ mãi. Nhìn cô, sống mũi tôi chợt cay xè, tôi nghẹn ngào nói: "Cô Hoa." Cô Hoa nghe giọng tôi vang lên, liền quay đầu lại, dáng vẻ vội vàng: "Tôi nấu xong đồ ăn sáng rồi, mợ ngồi xuống đi, tôi lấy cho mợ ăn." Tôi mỉm cười trong đau khổ đáp: "Không cần đâu cô, từ nay chắc cháu không được ăn cơm phở cô nấu nữa rồi." Cô Hoa nhìn tôi đầy khó hiểu: "Mợ nói vậy là sao?" "Cháu và anh Hoàng đã thống nhất ly hôn rồi, giờ cháu sẽ dọn ra khỏi nhà đây, cô ở lại mạnh khỏe nhé." Cả người cô Hoa liền sững sờ trong giây lát. Lúc này cô mới để ý chiếc vali bên cạnh tôi. Cô cuống quýt bảo: "Mợ Linh, sao đang yên đang lành cậu mợ lại ly hôn? Vợ chồng nhà nào cũng có lúc nọ lúc kia, đến đôi đũa còn lệch. Có gì cậu mợ cứ từ từ bảo nhau, đừng quyết định trong lúc vội vàng mợ à." "Không, bọn cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Đây không phải là quyết định vội vàng đâu cô, đây là giải thoát cho nhau." "Tôi không thể tin nổi mợ à. Rõ ràng tối qua cậu mợ còn ăn cơm cùng nhau, cậu còn dặn tôi nấu những món ăn mợ thích. Sao qua một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này?" Lời cô Hoa nói khiến con tim tôi như thắt lại. Tôi sợ mình đứng đây nói thêm nữa sẽ lại bật khóc như mưa, nên nhanh chóng nói: "Chuyện dài lắm cô ạ. Thôi cháu đi đây. Cảm ơn cô đã chăm sóc cháu suốt gần 2 năm qua." Nói xong, tôi không nhanh không chậm mà kéo vali bước đi, bình thản như cách tôi chấp nhận thực tại tàn khốc của cuộc hôn nhân này. Chiếc xe taxi tôi gọi cũng đã đậu sẵn ở cổng.
Sau khi cho vali vào cốp xe, tôi mới chợt nhớ tới chiếc dây chuyền tôi để quên trong nhà tắm. Thế là tôi bảo bác Tài đợi mình một chút, rồi vội vã đi lên phòng lấy đồ. Lúc tôi xuống tới sân vườn, thì bất ngờ gặp mẹ chồng mình đang từ ngoài bước vào. Đi bên bà còn có cả Trúc nữa, nhưng giờ khắc này tôi cũng không quan tâm cô ta cho lắm. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy mặt tôi đã buông lời tàn nhẫn. Sao chị lại ở đây? Tôi tưởng chị đã cút ra khỏi nhà này từ mấy hôm trước rồi. Chị quay về làm cái gì đấy? Ai cho phép chị quay về? Mấy lời của mẹ chồng tôi nói rất tuyệt tình, nhưng giờ khắc này tôi lại chẳng có cảm giác đau lòng như mọi lần. Chắc có lẽ trong tôi còn có một nỗi đau lớn hơn thế. Tôi bình thản trả lời bà. Mẹ yên tâm đi ạ. Từ hôm nay trở đi, mẹ không phải nhìn thấy mặt con nữa. Con cũng sẽ không còn ở trong ngôi nhà này nữa đâu. Con quay lại lấy ít đồ, con chào mẹ. Nói xong, tôi cúi đầu chào bà một cái rồi bước đi. Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với bà, càng không thể kiên nhẫn đứng đó nghe bà mạt sát thêm. Dù gì đã kết thúc tất cả rồi, hãy để nó nhẹ nhàng hơn có được không? Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn nhà đã từng là một chốn để tôi trở về. Dù lưu luyến nhưng tôi cũng không quay đầu nhìn lại, một lần lạnh lùng dứt áo ra đi. Hy vọng cả cuộc đời sau sẽ được an yên hạnh phúc. Bác tài xế hỏi tôi, cháu đi về đâu đây? Cả đêm qua tôi suy nghĩ kỹ rồi, nếu như bây giờ tôi về trong bộ dạng này thì tôi sợ bố mẹ tôi bị sốc, đặc biệt là bố tôi. Có khi ông lại nghĩ nguyên nhân tôi và Hoàng chia tay là vì mình. Ông lại mới phẫu thuật xong, nên tôi quyết định tạm thời sẽ giấu ông bà. Đợi một thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho ông bà hiểu. Trước mắt, tôi cũng chưa tìm được chỗ ở mới. Tôi bảo bác Tài, bác lái xe nhiều nên chắc biết nhiều khách sạn. Bác cho cháu đến khách sạn nào, giá ổn một chút. Ừ, thế để tôi chở cháu đến khách sạn Seoul. Khách sạn đó giá cả hợp lý mà sạch sẽ. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Sau khi nhận phòng ở khách sạn xong, tôi liền vất vali gọn vào một góc rồi nằm phịch xuống giường. Mấy ngày mệt mỏi cộng cả đêm qua thức trắng nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi mệt, khi cảm thấy cơ thể gần kiệt quệ, tôi mới có thể ngủ ngon như lúc này. Thậm chí còn trở mình hay tỉnh giấc. Tôi ngủ một mạch tới 12 giờ trưa. Đến khi tỉnh dậy thì nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cái An. Tôi liền bấm số gọi lại. Ơi, tao đây. Giọng cái An đầy lo lắng vọng ra. Mày làm cái gì mà tao gọi từ sáng giờ không được thế? Cũng không đi làm. Tao xin phép anh Thịnh cho tao nghỉ vài hôm rồi mà. Sáng giờ tao ngủ nên để chế độ im lặng. Ngủ được là tốt, tao lại tưởng. Tôi khẽ nở nụ cười cắt ngang. Tưởng tao thất tình nghĩ bậy hả? Yên tâm, tao không có thế đâu. Mà tao thông báo với mày một tin nè. Chúng tao thỏa thuận ly hôn xong xuôi rồi. Tao cũng dọn ra khỏi nhà đó rồi. Cái gì? Sao nhanh vậy? Ừ, không quá phức tạp như tao tưởng. Thế dọn ra khỏi nhà rồi thì bây giờ mày đang ở đâu? Tao đang ở khách sạn. Còn Hâm, sao không về nhà? Trước mắt tao cứ ở khách sạn vài hôm rồi tính. Tạm thời mày đừng nói chuyện này cho ai nhé. Ừ, gửi định vị khách sạn mày qua Zalo cho tao. Chiều đi làm về tao qua. Ừ. Tắt điện thoại xong, tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống tầng 1 khách sạn dùng bữa trưa. Lúc đăng ký phòng, tôi cũng có đăng ký cả 3 bữa sáng trưa tối. Dù cổ họng có khô khốc hay đắng ngắt thì tôi cũng phải cố gắng ăn. Bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho mình tôi, ăn cho mình tôi, mà tôi còn có cả sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể tôi mỗi ngày. Buổi chiều, cái An đi làm về liền chạy xe qua chỗ tôi. Nó còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, sữa và cả thuốc bổ nữa. Tôi nhìn đống đồ trên bàn nó mang đến, khẽ cười nói, mày mua làm gì nhiều thế? Tao ăn không có hết đâu. Ai bảo tao mua cho mình mày? Tao mua cho cả tao nữa. Tao ăn vặt giỏi lắm. Đêm nay tao ở lại đây với mày. Ôi giời, mày sợ tao nghĩ quẩn hay gì mà phải ở lại? Không cần đâu, cứ về nhà đi. Không, bố mẹ lại lo. Tao báo cáo với bố mẹ tối nay không về nhà rồi. Mà tao bảo này, ở khách sạn lâu không ổn đâu, lại tốn kém nữa. Hay mày dọn qua chung cư ở đi. Tao làm gì có căn chung cư nào, với trước mắt cũng chỉ là ở tạm nên chưa muốn thuê. Bạn tao có một căn chung cư không dùng đến, hiện tại người đó
đang nhờ tao trông nom hộ, mày chuyển tạm qua đó ở. Bạn mày là ai thế? Sao tao không biết nhỉ? Thì tao cũng phải có người bạn riêng chứ. Làm sao mà mày biết được? Tôi nhíu mày nhìn cái An. Con nhỏ này, nó không biết nói dối đâu. Mỗi lần nó nói dối là y như rằng ánh mắt sẽ trở nên lúng túng. Tôi lườm nhẹ. Mày nói thật đi, mày không biết nói dối đâu An. Mới đầu cái An cứ kiên quyết khẳng định là bạn của nó, nhưng cuối cùng dưới sự tra hỏi quyết liệt của tôi, nó đành khai nhận. Thực ra hồi chiều lúc tan làm, tao có gặp ông Hoàng. Ông ấy đưa tao chìa khóa căn chung cư đó. Ông ấy bảo nhờ tao đưa chìa khóa cho mày sang đó ở, nhưng tuyệt đối không được nói cho mày biết gốc tích thật sự. Chắc ông ấy biết mày sẽ không về nhà ngoại ngay nên làm vậy. Tao thấy ánh mắt ông ấy có vẻ cũng không thỏa mãn lắm đâu. Nói chung lạ lắm, kiểu thất tình như mày đấy. Tự nhiên tao có suy nghĩ khác về ông ấy. Hay là ông ấy yêu mày rồi? Từng lời cái An nói như những nhát búa gõ mạnh xuống đầu tôi, khiến tôi lập tức trở nên mơ hồ. Tôi không hiểu sao Hoàng lại làm như thế. Là anh thương xót tôi, hay đó là sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi sau gần 2 năm hành hạ nhau? Còn cái chuyện anh yêu tôi như lời cái An nói thì chắc chắn nó chẳng thể nào xảy ra được. Chuyện đó còn khó hơn cả hái sao trên trời cao. Càng nghĩ tôi càng thấy rối như tơ vò. Tôi cũng sợ rằng chỉ một hành động nhỏ ấy sẽ nhen nhóm cho tôi ngọn lửa hy vọng lớn, nên sau đó tôi phải dập tắt tất cả ý nghĩ trong đầu, dứt khoát bảo không như mày nghĩ đâu. Thế nhìn ánh mắt ông ấy khi đó, mày mới hiểu cảm giác lo lắng chân thành cho mày lắm. Thôi thôi, mày đừng suy diễn nữa. Tao không biết sao ông ấy lại làm vậy, nhưng chắc chắn không thể xảy ra cái trường hợp như mày nói. Với lại, đã quyết định ly hôn rồi. Đúng sai, yêu hay không yêu đã không còn quan trọng. Tao không muốn bản thân hy vọng thêm lần nào nữa, bởi vì thất vọng cũng đã đủ rồi. Cái An nghe tôi nói thế cũng đành thở dài một hơi, rồi gật đầu bảo ừ, chuyện mày lựa chọn ra sao tao cũng không dám can thiệp sâu. Vì hạnh phúc của mày, cảm giác của mày thì chỉ có mày mới là người hiểu rõ nhất. Người ngoài như tao không thể phán xét được. Có điều, tao luôn mong mày được hạnh phúc Linh ạ. Tao biết mà, mày là con bạn tốt nhất của tao. Cảm ơn mày đã luôn bên tao trong mọi hoàn cảnh. Cái An tủm tỉm cười trêu tôi. Khiếp, nghe khách sáo vãi. Mà này, mày mang trả cái chìa khóa chung cư cho ông Hoàng giúp tao. Không cần nói cho ông ấy là tao đã biết chuyện nên không nhận. Cứ bảo tao đã có chỗ ở yên ổn rồi. Ừ, tao biết rồi. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, tôi cũng đã đi làm được 2 ngày nay. Tuy tâm trạng không quá tốt, nhưng nó ổn hơn rất nhiều. Với lại đi làm cũng khiến tôi đỡ suy nghĩ linh tinh hơn. Từ hôm tôi rời đi đến giờ, Hoàng cũng chưa gửi đơn ly hôn cho tôi. Tối đó tôi mở điện thoại ra, chần chừ mấy lần mới dám vào Messenger của anh. Tôi thấy thông báo anh đã hoạt động cách đây 3 ngày. Tự nhiên tôi lại kéo xem lại những tin nhắn cũ của tôi và anh trước kia. Kéo hoài kéo mãi, vẫn chưa tìm được tin nhắn nào ngọt ngào tình cảm của hai đứa. Không yêu cầu lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau, nhưng ít ra nó cũng phải tử tế như những người bình thường nói chuyện với nhau. Vậy mà cũng không có. Vậy mà tôi lại đem lòng yêu người đàn ông khô khan này từ lúc nào? Hóa ra có những mối tình tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng rồi một ngày nào đó, bản thân sẽ bị chính cái mối tình đó thiêu rụi thành tro tàn. Bất chợt có thứ gì đó mặn mặn ướt ướt ở khóe môi. Hóa ra nước mắt tôi đã rơi ướt đầm cả 2 má. Tôi vừa định thoát khỏi cuộc trò chuyện Messenger kia thì thấy Facebook của anh sáng đèn xanh hoạt động. Trái tim tôi đột nhiên co rút lại. Tôi run run soạn dòng tin nhắn. Anh làm đơn chưa? Nếu chưa thì để tôi làm. Chẳng biết giữa chúng tôi có được gọi là thần giao cách cảm không, mà tin nhắn tôi viết chưa kịp gửi đi thì Hoàng đã gửi đến. Ngày mai cô rảnh lúc nào, tôi cho người đem đơn qua cho cô ký. Tầm 5 giờ chiều tôi tan làm, nhờ anh bảo người đó đem tới quán cà phê Thiên Đường cách công ty tôi 2 km. Sau đó Hoàng không trả lời lại nữa. Trạng thái hoạt động cũng sáng tầm 10 phút sau thì tắt hẳn. Tôi cũng thoát khỏi Facebook, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lạnh lẽo, trong lòng rơi vào hoang hoải vô tận. Đã chấp nhận thực tại, nhưng chưa cách nào kìm nén được nỗi đau
đang âm ỉ trong từng mạch máu. Chiều hôm sau, sau khi tan làm, tôi liền lái xe đi đến quán cà phê kia ngồi đợi sẵn. Tôi đợi đến 20 phút vẫn chưa thấy ai xuất hiện, định bụng lấy điện thoại ra gọi hỏi Hoàng thì bất ngờ một người đi đến trước mặt tôi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trúc. Cô ta nhìn tôi bộ dạng đắc ý nói: "Chị chờ tôi lâu chưa? Xin lỗi, tôi bị tắc đường nên tôi đến hơi muộn." Tôi thật bất ngờ, người mang giấy ly hôn đến cho mình lại là cô ta. Tôi lạnh lùng hỏi lại: "Anh Hoàng bảo cô đến à?" "Tất nhiên rồi, nếu anh Hoàng không bảo tôi đến thì tôi cũng đâu có rảnh tới gặp chị." Nói xong thì cô ta cũng không chần chừ, đặt lên xuống trước mặt tôi một chiếc phong bao màu trắng. Rồi cô ta nói: "Anh Hoàng bảo tôi đưa cái này cho chị." Mới đầu tôi cứ tưởng trong phong bao đó đơn giản là một tờ đơn ly hôn nên cũng muốn mở ra ký cho xong. Nhưng đến khi tôi mở ra rồi thì ngay lập tức thứ bên trong còn khiến tôi chết lặng hơn nữa. Đó là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn và còn kèm theo một hợp đồng. Hợp đồng này mang tên hợp đồng phá thai. Trong phút chốc, cả người tôi như bị thả tự do rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tôi run run nhìn những dòng chữ trên hợp đồng đó nhưng không đủ tâm trạng đọc hết. Đại loại là Hoàng yêu cầu tôi chấm dứt mọi liên quan với anh, bao gồm cả đứa bé trong bụng tôi. Sau khi phá thai xong, anh sẽ bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn và một căn chung cư bù đắp lại sức khỏe và tinh thần. Tạm thời chưa nói tới hợp đồng này, nhưng cái chuyện tôi mang thai ngoài cái An biết ra thì chẳng một ai biết cả. Rồi bất chợt tôi nhớ ra tờ giấy siêu âm, hình như mình đã để quên trong ngăn kéo tủ. Có lẽ nào? Thế nhưng ngàn vạn lần tôi không thể tin được Hoàng lại làm như vậy với mình. Tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho anh một cuộc. Tiếng chuông đổ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm thấy dài như một thế kỷ. Giọng anh từ trong điện thoại vọng ra: "Sao thế? Có phải anh cho người mang tờ đơn ly hôn đến còn kèm theo một bản hợp đồng?" Khoảnh khắc đó tôi đã hy vọng biết mấy anh nói từ không, nhưng cuối cùng anh lại cho tôi một câu trả lời tàn nhẫn như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào tận cuống tim tôi. Anh đáp: "Ừ." Một tiếng "ừ" đem tôi và anh đi xa mãi, xa mãi, đến nỗi sau này khó có thể nhìn mặt nhau. Dù đã biết trước kết quả nhưng chỉ trách bản thân không muốn tin. Hóa ra đây chính là cái chết. Chết khi tim vẫn đang đập phập phồng trong lồng ngực, là chết tâm. Tôi ngồi đó, thân thể đã sớm trở nên mềm nhũn dựa vào ghế, cả người như bị ai đó rút sạch khí lực, một chút cũng không còn. Phải khó khăn lắm tôi mới điều chỉnh lại tâm trạng cho ổn hơn một chút, sau đó run run đặt bút ký tên mình với những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ đơn ly hôn. Còn bản hợp đồng kia, tôi dứt khoát xé toạc ra trước mặt cô ta. Trúc thấy vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc bảo tôi: "Chị làm cái gì vậy? Chị điên rồi à? Sao lại xé nó?" Tôi nhìn cô ta tức giận bảo: "Ngậm cái mõm lại, cô không có quyền lên tiếng với tôi." Nói xong tôi mặc kệ cô ta mà cầm túi sách đứng dậy. Trước khi rời đi, tôi vẫn không quên bảo: "Đơn ly hôn tôi đã ký, nhờ chuyển dùm." Dứt lời tôi liền bước đi. Cô ta đứng phía sau nói nhiều lắm, nhưng giờ phút này tôi thực sự không có tâm trí nào mà để ý tới cô ta, càng không có sức để đứng đó tranh cãi. Mạnh mẽ đến giờ phút này tôi đã cố gắng lắm rồi, cố gắng lắm rồi. Tôi bước ra khỏi quán cà phê, một luồng gió lạnh thổi đến như muốn bày cả thân thể tôi vậy. Hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cả thành phố chìm trong giá lạnh của những ngày cuối thu. Lá trên cây bị gió thổi rụng xuống, chỉ còn lại một con đường toàn cành lá sơ xác. Theo hàng đường dài dằng dặc, tôi lái xe đi thẳng về phía trước. Khi chiếc xe đi được một đoạn thì bỗng dưng trời đổ mưa, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu, quất vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy giá lạnh, chắc có lẽ lòng tôi còn lạnh hơn thế. Chỉ là sau đó, càng đi, tôi càng cảm thấy lồng ngực đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Cuối cùng, tôi đã không thể nào chịu được nữa mà dừng xe lại. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, tự hỏi ông trời tôi đáng thương đến thế sao mà ngay cả ông cũng khóc hộ tiếng lòng. Mưa rơi xuống má, lạnh lẽo hòa cùng với những giọt nước mắt nóng hổi. Hóa ra cái cảm giác đau như chết đi sống lại là thế này sao? Tôi cũng chỉ cho phép bản thân mình khóc nốt hôm nay. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như Hoàng không cần đứa nhỏ này
thì tôi lại càng phải yêu thương con nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Tôi không cho phép mình yếu đuối, phải mạnh mẽ. Dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ con mình thật tốt. Khóc chán chê, rồi tôi bắt đầu lái xe trở về khách sạn. Khi chiếc xe tôi vừa di chuyển được một đoạn, bất chợt một chiếc xe từ đâu phi thẳng tới vào chiếc xe của tôi, khiến cả người tôi cùng chiếc xe ngã nhoài xuống đất. Đầu tôi va xuống nền đường, xương cốt như bị ai đó bẻ gãy vụn. Nhưng dường như tôi không quan tâm mọi thứ, chỉ đưa tay ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ con. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Bóng tối như thủy triều ập đến, khiến tôi ngã quỵ lần nữa. Túi xách trên vai tôi rơi xuống, đồ trong túi văng tung tóe. Tôi nằm co quắp trên vệ đường, mơ hồ nghe tiếng xe kia vít ga đi mỗi lúc một xa, nhưng lại chẳng thể mở mắt nổi. Cuối cùng trước khi thiếp hẳn đi, tôi nghe được giọng người đàn ông hô hoán: "Có tai nạn rồi, mọi người ơi, nhanh nhanh." Không biết tôi đã ngất bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn. Cả người tôi được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ khô ráo. Cổ tay đang cắm ống truyền dịch. Cô y tá từ ngoài cửa bước vào. Rồi như một phản xạ, tôi định ngồi dậy hỏi con tôi thế nào thì cô y tá đã ngăn lại: "Nằm yên đó thôi em." Tôi run sợ lo lắng hỏi: "Chị ơi, em đang mang thai, con em có sao không chị?" "Thai bị bóc tách 10%, nhưng cái này em cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần em nghỉ ngơi, tiêm thuốc giữ thai và tuyệt đối không đi lại nhiều thì sẽ ổn thôi. Hôm nay cả khoa này bảo phúc nhà em lớn lắm đấy. Bị tai nạn và đập như thế mà giữ được con là trộm vía lắm rồi. Bác sĩ vừa khám phần mềm cho em thì một vài chỗ bị xây sát nhẹ, cổ chân bị sai khớp. Giờ còn vấn đề đáng lo nhất là đầu em có va xuống đường. Cái này phải chụp CT não mới biết được có sao hay không. Có điều em lại đang mang thai nên..." Đối với tôi bây giờ, chỉ cần giữ được con là lòng đã nhẹ nhõm lắm rồi. Những thứ khác dường như không còn quan trọng. Với lại, tôi thấy đầu óc mình bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cũng không đau đớn gì. Cú va chạm xuống nền đường kia, cũng may khi đó tôi có đội mũ bảo hiểm, nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi trả lời chị ấy: "Em nghĩ không cần chụp CT cũng được chị ạ. Vì em thấy đầu óc mình bây giờ cũng rất minh mẫn, không đau đớn gì cả." "Ừ, vậy có gì bất thường em nhớ báo lại luôn nhé." "Dạ vâng." "Chồng em đang đi mua thêm thuốc, chắc cũng sắp về rồi." Nghe tiếng chồng từ miệng chị y tá phát ra, khiến nỗi đau đớn kia lại ùa về, lan tràn khắp toàn thân, làm tôi không khỏi nhíu chặt lông mày. Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào. Người đó không ai khác chính là Thịnh. Một tay anh cầm túi thuốc, tay còn lại cầm chiếc cặp lồng. Chị y tá thấy vậy mới bảo: "Anh cho vợ ăn gì rồi uống thuốc như bác sĩ kê đơn nhé." Lúc này cả tôi và Thịnh đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Tôi vừa định lên tiếng giải thích đây không phải chồng em thì Thịnh đã trả lời: "Tôi biết rồi." Sau khi chị y tá đi khỏi, Thịnh liền đi về phía tôi dịu dàng hỏi: "Em tỉnh lâu chưa?" "Em vừa mới tỉnh, nhưng mà sao anh lại..." "Anh vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của em gọi đến, nhưng là một người lạ nói em bị tai nạn, ngay lập tức anh phải chạy đến đây. Cũng may mà em không sao, lúc đó anh thật sự rất lo lắng." "Em cảm ơn anh nhé, em lại làm phiền anh rồi." "Ngốc, sao toàn nói mấy lời khách sáo như vậy với anh, mà cháo anh mua vẫn còn nóng. Anh lấy em ăn rồi uống thuốc nhé." "Dạ vâng." Thịnh cẩn thận xúc cháo từ chiếc cặp lồng ra một chiếc bát nhỏ, rồi kéo đến ngồi xuống ngay bên cạnh giường. Tôi vừa định ngồi dậy thì anh đã ngăn lại. Anh nói bây giờ tôi cần nhất là nằm yên một chỗ, chưa kể bình dịch truyền vẫn chưa truyền xong. Tôi ngượng ngùng nhìn anh. Thịnh như hiểu ý tôi nên nói tiếp một câu đi thẳng vào nỗi lòng: "Đừng ngại, so với ngại ngùng và con em thì cái nào quan trọng hơn? Nằm yên đó, anh giúp cho em ăn, anh cũng chỉ vì lo cho bé con thôi." Nói rồi Thịnh khéo léo giúp từng thìa một đưa vào miệng tôi. Rõ là cháo tim thơm ngon, nhưng khi vào miệng tôi bỗng trở nên đắng ngắt. Tôi ăn được vài miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa. Thịnh là người kiên quyết bắt tôi ăn cho tới khi bằng hết. Nhìn hành động của anh, nghe giọng anh nói khiến sống mũi tôi bất chợt cay xè. Tôi không ngờ trong cái lúc tôi khốn cùng nhất, người bên tôi không phải là người chồng
đã từng chung sống trong suốt 2 năm qua, mà lại là anh, một người là một kỷ niệm của một thời nông nổi. Thịnh thấy mặt tôi thất thần, liền chuyển hướng. À, anh gọi cho An rồi đấy, chắc An cũng sắp tới rồi. Dạ vâng, mà anh này. Ừ, anh đây, sao thế em? Chuyện ngày hôm nay, anh đừng nói cho Hoàng biết được không? Thịnh khẽ thở dài một hơi đầy nặng nề rồi hỏi. Em và Hoàng có chuyện gì à? Đến lúc này rồi, thật ra tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Tôi thẳng thắn trả lời. Bọn em ly hôn rồi, em cũng không muốn gặp lại anh ta nữa. Thịnh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dường như tràn đầy vẻ thương xót. Khóe môi anh mấp máy muốn nói gì đó thì bất ngờ giọng cái An vang lên. Linh, mày sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này? Cả tôi và Thịnh đều quay lại nhìn cái An. Tôi cười nhẹ đáp. Tao không sao rồi, yên tâm. Trời ơi, đi đứng kiểu gì mà tai nạn thế? Đang đi thì người ta xô vào tao rồi chạy mất. Đến khổ lắm cái éo le. Thế bé. Nói đến đây cái An chợt khựng lại. Dường như nãy giờ nó lo lắng cho tôi quá nên đã quên mất sự tồn tại của Thịnh. Có lẽ bây giờ mới chợt nhớ ra. Tôi trả lời. Bác sĩ bảo phúc lớn nên chỉ bị bóc tách thôi. Trộm vía, bé vẫn ở bên tao. Nghe tôi nói vậy, nó mới thở vào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang bảo Thịnh. Vừa nãy anh gọi em mà em lo gần chết. Lúc đó anh cuống quá cũng không kịp nói rõ. Dạ vâng, giờ thấy nó thế này em cũng yên tâm rồi. Thịnh nói thêm vài câu nữa thì có việc phải đi. Trước khi về, anh vẫn không quên dặn cái An cứ yên tâm chăm sóc tôi. Việc công ty không phải lo, nghĩa là anh cho phép An nghỉ làm. Sau khi Thịnh đi khỏi rồi, cái An mới bảo, ông Thịnh này tâm lý vãi. Thế này mai sau, ai làm vợ ông ấy sướng phải biết. Tôi tủm tỉm cười trêu, hay mày lấy anh Thịnh đi, tao thấy hai người đẹp đôi phết đó. Đầu mày có bị va đập vào đâu không mà nói sảng vậy hả? Tao chỉ coi anh Thịnh là anh trai thôi. Nhưng mà nói thật, tao thấy ánh mắt ông Thịnh dành cho mày vẫn nặng tình lắm. Tôi nghe cái An nói vậy suýt sặc nước miếng mà chết. Tôi đáp, mày mới nói sảng đấy. Chuyện của bọn tao qua lâu rồi, hồi đó cũng đã đi đến đâu đâu. Chưa đi đến đâu mới để lại nhiều luyến tiếc. Dù sao cũng là người đầu tiên mình thích, nhất định phải đặc biệt hơn tất cả. Khiếp, dạo này mày cứ như chuyên gia tình yêu đấy nhỉ. Có người yêu chưa mà kinh nghiệm đẩy mình thế. Ôi giời, ế mới là xu thế hiện nay. Yêu đương làm gì cho đau đầu, đàn ông là những niềm đau. Buổi tối đó tôi và cái An nằm tâm sự đủ điều. Tôi nói luôn cho nó biết về bản hợp đồng phá thai kia. Cái An khi nghe xong hai mắt long sòng sọc, chửi rủa Hoàng, chửi chán chê, rồi nó mới chịu đi ngủ. Tôi thì nằm mãi chẳng ngủ được, mắt cứ hết nhìn lên trần nhà, lại chuyển nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen kịt, không lấy một vì sao sáng. Có lẽ ánh sáng duy nhất tồn tại trong tôi lúc này chính là bé con trong bụng. Con là tất cả, là động lực cho tôi cố gắng. Cảm tạ ơn trời Phật đã che chở mẹ con tôi được bình an. Tôi không dám tưởng tượng nếu như có chuyện gì với con thì tôi sẽ sống tiếp thế nào. Tôi đưa tay đặt lên bụng mình, nói với con bằng tiềm thức. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Cảm ơn con đã cùng mẹ mạnh mẽ vượt qua bão giông. Mẹ chẳng mong gì cao xa. Ước mơ duy nhất của mẹ bây giờ chính là con được bình an khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng chào đời. Cố lên con yêu, mẹ yêu con. Hai hàng mi khép lại, vô thức giọt nước mắt chảy dọc xuống thái dương rồi ngấm vào chiếc gối. Những mảnh ký ức suốt 2 năm qua như những thước phim tua chậm lại trong tâm trí tôi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Và bây giờ trên tất cả là nỗi thất vọng cùng cực, kèm theo một nỗi uất hận không bao giờ nguôi. Tôi hận anh bao nhiêu thì tôi lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Trách sao trái tim này lại đi chệch hướng, yêu người không nên yêu, để bây giờ nước mắt cũng sắp cạn khô vì người ấy. Tôi nằm viện tới ngày thứ 7 thì được xuất viện về nhà. Suốt một tuần dài đằng đẵng, tôi cảm thấy mình như đang tồn tại chứ không phải đang sống. Cũng may mà có cái An luôn bên tôi, chăm sóc an ủi động viên tôi đủ kiểu. Chưa kể ngày nào Thịnh đi làm về cũng ghé qua, mua hết thứ ngon này tới thứ ngon khác, bắt tôi ăn để bồi bổ sức khỏe. Sáng hôm đó trong lúc chờ đợi cái An đi thanh toán viện phí thì bất ngờ tôi thấy bóng dáng bố mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào. Bố nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn,
Mẹ thì vừa nhìn thấy tôi đã bật khóc, ôm chầm lấy tôi. Con ơi! Nghe tiếng mẹ khóc, làm tôi cũng phải khóc theo, vừa khóc vừa nói. Sao bố mẹ lại biết con ở đây? Giời ơi, con bé ngốc này, chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu bố mẹ hả? Nếu như con bé An nó không nói, thì con định giấu mẹ tới bao giờ? Lúc đó, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng cổ họng bỗng ứ nghẹn lại không nói thành lời. Cảm giác tủi thân ùa về, khiến tôi cứ khóc rưng rức trong lòng mẹ. Mãi sau, tôi mới nói nên lời. Con xin lỗi, con không muốn bố mẹ lo. Con cũng sợ. Sợ gì? Bố mẹ không cho ly hôn hả? Cho đến bây giờ, mẹ hối hận nhất là năm xưa đã ích kỷ, nghĩ cho sản nghiệp gia đình mà hy sinh hạnh phúc đời con, để con phải chịu khổ, chịu áp lực. Thôi, từ giờ đói nghèo gì cũng được, miễn là con được hạnh phúc, được sống cuộc đời mà con muốn. Về nhà với bố mẹ nhé con, về nhà bố mẹ nuôi. Nghe mẹ nói vậy, tôi càng cảm thấy trong mắt ẩn ẩc nước. Bố tôi cũng lên tiếng. Bố xin lỗi, tất cả là tại bố. Tôi nhìn bố mẹ lắc đầu đáp. Không, đến giờ phút này con không muốn đổ lỗi cho ai cả, là số phận của con. Con tin từ nay về sau, con sẽ có một cuộc đời mới thật tốt. Chỉ cần bố mẹ luôn bên con. Nhất định rồi, bố mẹ sẽ luôn bên con. Thế là hôm đó tôi được bố mẹ đón về từ bệnh viện thẳng nhà. Còn cái An là người đi đến khách sạn lấy đồ đạc mang về nhà cho tôi. Tôi được Thịnh đặt cách cho nghỉ một tháng ở nhà dưỡng thai. Những ngày tiếp theo đó, tôi được sống đúng như một nàng công chúa trong vòng tay của bố mẹ. Hai người chăm lo cho tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ ngày nào cũng nấu đồ bổ cho tôi ăn. Nhưng giấc ngủ muộn cũng dần thưa thớt. Tôi đã có thể ngủ sớm trước 11 giờ. Mặc dù có những đêm nằm mơ thấy hoàng, lại khiến nước mắt trong tôi chảy dài, ướt đẫm gối. Suốt quãng thời gian suy nghĩ, tôi cũng tự mình đả thông được tư tưởng. Mỗi ngày trôi qua, càng ngày tôi càng cảm nhận rõ được sự hiện diện của con trong cơ thể mình thông qua các trận nôn ói, long trời lở đất. Có những lúc mệt, tôi đều tự động viên mình cố lên. Con tôi mạnh khỏe thì mọi nhọc nhằn hay khổ sở thế nào cũng sẽ qua hết. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi thai tôi được 9 tuần, sáng đó, Cách An qua nhà đón tôi đi đến phòng khám siêu âm và làm xét nghiệm níp sàng lọc dị tật. Đến khi về thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hoàng, màn hình sáng đèn nhấp nhánh tên anh. Trái tim tôi như bị khoét sâu thêm một lỗ thủng. Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ về bản hợp đồng phá thai kia, khiến tôi chẳng đủ can đảm nghe máy, chẳng đủ can đảm nghe giọng anh. Tôi trực tiếp từ chối cuộc gọi, tiện tay xóa tên anh ra khỏi danh bạ, dù tôi biết cái tên ấy đã khắc sâu trong đầu. Thấy tôi không nghe máy, Hoàng kiên nhẫn nhắn tin với nội dung. Tòa nói thứ hai tuần sau sẽ ra tòa, tôi gọi để cho cô sắp xếp. Quả thực cả cuộc đời này, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, nhưng đã là chuyện giải quyết ly hôn, thì tôi không còn cách nào khác, cuối cùng đành nhắm mắt lại. Tôi biết rồi.